Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Và hôm nay là buổi tối ngày buổi chiều ngày thứ tư thì Hùng Lê có làm một cái bản tin để view lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài phân tích định lượng hai phiên kết tuần và xu thế tuần cuối cùng của ngày tháng 10. Thì trong cái tuần trước thì trong buổi ngày thứ sáu tuần trước thì Hùng Lê có việc bận, chính vì vậy nên là Hùng Lê không view lại được thị trường. Và thứ sáu tuần này, khả năng là kết thứ sáu tuần này thì Hùng Lê cũng có một vài cái công việc cá nhân, chính vì vậy nên là ngày hôm nay thì Hùng sẽ view luôn thị trường. Tất nhiên là để có một cái dữ liệu đánh giá chính xác hơn về xu thế thị trường trong tuần tới, tức là tuần sau, thì chúng ta sẽ cần thêm những cái dữ liệu của ngày thứ 5 và ngày thứ sáu của tuần này. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể cập nhật bổ sung thêm trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. Trước khi mà chúng ta nói đến cái câu chuyện về tình hình thị trường trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái thời điểm trong cái tuần vừa qua, tức là nếu mà đến bây giờ tính từ thời điểm hiện tại, tức là tính từ ngày 11 tháng 10 cho đến thời điểm hiện tại, thì VN Index của chúng ta cũng có một cái tuần giao dịch hết sức là khó khăn. Có một cái tuần giao dịch hết sức là khó khăn khi mà VN Index của chúng ta tiếp tục có những cái trạng thái lình xình đi ngang. Về cơ bản thì thị trường của chúng ta không có được những cái nhịp tăng điểm tốt nhất. Và chính vì trong Hùng không làm được bản tin, tuy nhiên ở trên team Zalo thì Hùng Lê có, tức là ngày chủ nhật tuần vừa rồi đấy, thì Hùng có view lại toàn bộ cái tình hình thị trường. Và sau đó thì Hùng có đánh giá là cái phiên ngày thứ năm, ngày thứ tư và ngày thứ năm thì VN Index đã có những cái tín hiệu đảo chiều, và ngày phiên thứ sáu thì cái tín hiệu kỹ thuật nó đã rõ ràng hơn, tức là cho thấy sự suy yếu của VN Index và một số các tín hiệu kỹ thuật đã chuyển từ trạng thái giằng co sang cái xu thế giảm. Và với cái nội tại thị trường hiện tại thì VN Index khả năng sẽ có những cái phiên giảm điểm ở đầu tuần, và cái sự phục hồi nó chỉ đến khi mà cái nhóm ngành ngân hàng và một số các cái mã cổ phiếu trụ có cái lực hồi quay trở lại. Và một cái kịch bản xấu nhất mà Hùng Lê đưa ra đó là VN Index có thể thủng cái vùng 985. Sau đó thì test lại vùng 980 đến vùng 982 và trước khi hình thành cái xu thế tiếp theo. Đấy là cái kịch bản Hùng Lê đưa ra cho VN Index tuần từ ngày 21 đến ngày 25. Cơ bản là như vậy. Và các cái vị thế của cổ phiếu thì Hùng cũng có khuyến nghị, tức là chúng ta sẽ trong cái tuần giao dịch vừa qua, tức là cái tuần trước á, thì chúng ta không có thêm nhiều cái mã cổ phiếu có những vị thế tốt, và chính vì vậy nên chúng ta vẫn chủ yếu tập trung một số các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng, một số các trụ và một số các cái blue chip mà Hùng Lê liên tục phân tích và đề cập ở trên team. Và sau đó thì Hùng cũng có đề cập đến một số các cái game, một số các cái game. Và hiện tại thì có ba cái game lớn, đó là game FLC, thì có một cái thông tin về việc là Bamboo sẽ niêm yết, đúng không ạ? Là cái thông tin thứ nhất. Cái game thứ hai mà nổi cộm trong cái tuần trước đó là HDX bán vốn vốn ngoại, và đâu đó thì cũng có đọc một cái tin là đâu đó khoảng 50.000, không dưới 50.000, mà trong khi đấy thì mệnh giá của HDX thì như đâu đang là hay thì sao, tí nữa thì chúng ta sẽ nói tiếp. Và cái game thứ ba đó là cái game của VIX xài đồng, tức là một xài đồng đổi 1,1 VIX. Chính vì vậy nên là SI đã có những cái phiên kéo thần tốc để đưa về cái mệnh giá đâu đó hôm nay là 100 bao nhiêu, 110 hay sao, tí nữa Hùng sẽ phân tích. Và Hùng cũng có phân tích đề cập đó là những cái game này thì gần như Hùng Lê không tiên lượng được cái xu thế, tức là chúng ta không thể tiên lượng được là cổ phiếu sẽ kéo đi đến đâu và chúng ta sẽ có được một cái kịch bản như thế nào, bởi vì tất cả những kịch bản đó nó nằm hết ở trong tay của nhà tạo lập đó, nằm hết ở trong tay của nhà tạo lập. Và với những nhà đầu tư cá nhân, với những nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta, nếu như chúng ta không tỉnh táo và nếu như chúng ta bị lỡ nhịp, chậm nhịp, thì chúng ta sẽ ôm một cái kết rất là đắng, một cái kết rất là đắng. Và
Đầu tiên thì Hùng sẽ, trước khi mà chúng ta đi vào phân tích thị trường thì chúng ta sẽ nói qua về cái câu chuyện game một tí để cho cả nhà của chúng ta cũng có thể mường tượng và cũng có thể hiểu game là cái gì. Thì sau khi mà FLC có cái thông tin sẽ Bamboo sẽ niêm yết với vốn hóa đâu đó cũng hoành tráng lắm, thì Hùng không có quan tâm việc đó. Thì ngay lập tức là FLC đã có một phiên trần. Đây các anh chị có thể để ý cái phiên trần này. Phiên này FLC đánh kịch trần phiên ngày 14 tháng 10 và trong đó volume khớp lệnh được có 2,7 triệu. Tức là cái cách tạo lập của cổ phiếu có thể là các nhà tạo lập sẽ chất rất nhiều các cái lệnh trần và dẫn đến một việc là nhỏ lẻ, không bao giờ mà chúng ta mua được ở những cái vùng giá như thế này. Và chúng ta cũng có thể để ý rằng là nếu như xét một cái góc tổng quan, tức là ở đây cái đường xanh này là khoảng vùng 4.3. Vùng 4.3 thì đâu đó khoảng từ đây, tức là khoảng từ ngày 11 tháng 6 và hôm nay là tháng 10. Cho là 11 tháng 10, tức là khoảng tầm độ 4 tháng dòng giá FLC có một cái nhịp chỉnh ở đây. FLC có một nhịp chỉnh ở đây. Và chúng ta cộng vôn lại, chúng ta cộng hết vôn lại ở đây để chúng ta biết được một cái lượng mà tạo lập đã gom từ vùng này. Và cái cách tạo lập gom thì bao giờ những cái vùng thấp này thì tạo lập cũng sẽ ép cho chúng ta không có được những nhà nhỏ lẻ gần như là không mua được ở những cái phiên này. Và sẽ phải mua ở những phiên này. Những phiên này là bắt đầu có vôn, tức là khoảng tầm 25 triệu cổ phiếu. Đó, và sau đó thì những phiên tiếp tục ép trần. Và đến cái phiên ngày 22 tháng 10 thì đầu phiên đúng không ạ? FLC tiếp tục ép trần. Và cái phiên này đâu đó khớp lệnh khoảng hơn 45 triệu cổ phiếu. Và cổ phiếu của FLC từ giá trần và rơi xuống sàn. Tức là những anh chị nào mà mua phiên trần ở trong phiên này, tức là chúng ta đã mất khoảng tầm 14%. Và đến phiên ngày hôm nay thì là T1. Đây là T0 và đến ngày T1 thì FLC tiếp tục giảm sàn thứ hai, tức là 37 là chúng ta đã mất khoảng tầm 21%. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng không ngoại trừ cái khả năng là FLC sẽ tiếp tục có những một cái phiên sàn nữa và có thể đánh về vùng giá 4. Đó là sau một phiên vùng giá 4, tức là sau T2 thì chúng ta mất đến 4 phiên sàn là 28%, và thậm chí là có thể khi hàng về thì chúng ta sẽ mất đến khoảng tầm 30%. Và với những tài khoản FLC thì thường cái mức độ đầu cơ nó rất là lớn và dẫn đến cái việc là có thể những cái tài khoản người ta sẽ mua rất là lớn, hàng trăm nghìn mã cổ phiếu FLC, thì chúng ta cũng có thể tính toán được trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ bị mất một cái lượng như thế nào. Và trong ngày hôm nay thì cũng có những cái tài khoản mua ở giá xanh, ví dụ như vậy, bởi vì họ nghĩ rằng, họ cho rằng vùng 4.5 được rồi, rẻ rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta view lại một cái xu thế tổng thể của FLC đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như là khi ở vùng giá 5 ở đây, thì cũng hoặc là ở đây, những cái phiên ở đây, thì chúng ta cũng thấy là vùng này rẻ rồi, nhưng mà sau đó thì FLC tiếp tục đẩy về những cái vùng giá nó thấp hơn. Đó, thì cái tạo lập bao giờ người ta cũng sẽ đánh lên một cái vùng cao, vùng ép lên một vùng cao, và sau đó thì cả một quãng đằng sau chính là một quãng mà người ta phân phối lại hàng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân của chúng ta. Và rõ ràng khi người ta phân phối thì người ta cũng sẽ có những cái nhịp kéo lên, xong để phân phối để phân phối hàng nó được nhiều và phân phối gần như hết tất cả những cái lượng hàng người ta kéo lên. Thì đấy là game của FLC. Thì hiện tại là FLC nếu tính như vậy là chúng ta đã có 4 phiên sàn, bởi vì phiên thứ nhất là từ trần về sàn, ba phiên đúng không ạ? Game thứ hai là game về hàng xanh, thì hiện tại là HAX đâu đó. Game thứ hai là game về hàng xanh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là khi mà hàng xanh có những cái thông tin bán vốn đó, có những cái thông tin bán vốn ở đây, thì ngay lập tức là hàng xanh đã có những phiên 1, 2, 3, 4, 5 phiên trần và thậm chí là 6 phiên trần. Và cái phiên này thì cũng cái kịch bản nó cũng khá giống với lại của FLC, đó là không tăng được kịch trần, nhưng mà hình như đâu đó từ giá, hình như cũng từ giá xanh và sau đó thì cũng đổ xuống giá đỏ. Và hiện tại thì chúng ta cũng đã thấy rằng một cái lượng hàng phân phối tương đối lớn ở vùng này, tức là chỉ kéo lên được đâu đó khoảng vùng 25 đúng không ạ? Và hôm nay thì đã đẩy lại và gần như là sắp về lại cái vùng nền bắt đầu xuất phát ở đây, tức là vùng quanh vùng 19.
Đó, thì game nó là vậy. Và một cái game thứ ba nữa mà chúng ta cũng có thể nhắc đến đó là SI. Thì SI thì có thể nó sẽ không khốc liệt bằng hai cái game của hai anh kia. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể nhìn lại ở trong một cái xu thế tổng thể, đó là khi SI giảm giá thì cũng có những cái mức giảm rất là kinh khủng, đó là có những cái mức giảm từ vùng bao nhiêu đây? Từ vùng 100 mà đâu đó về còn khoảng vùng 40, tức là mất khoảng tầm 60%, đúng không ạ? Và đây là từ vùng 120 và cũng giảm về đâu đó khoảng vùng 50, đó cũng mất khoảng tầm 60-70%. Vậy thì khi mà SI đã có những cái bước chạy thần tốc như này, đó, những bước chạy thần tốc như này, thì chúng ta đu ở những cái vùng này thì liệu là chúng ta có được gọi là ok, có thể chúng ta có lợi nhuận, nhưng mà chỉ cần nhỡ 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 tay hoặc là nhỡ nhịp một cái thì chúng ta sẽ bị một những cái cú xả và những cái cú mà ra hàng rất là mạnh. Thì đấy là câu chuyện về game. Ok, nó là như vậy. Và về xu thế thị trường thì sau đó thì trong cái buổi tối, buổi ngày hôm qua, tức là kết phiên ngày thứ ba, thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng lại thị trường, và về cơ bản thì chúng ta cũng 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 có những cái kịch bản mà gọi là kịch bản xấu, tức là nếu mà VN Index bị thủng 980 thì chúng ta sẽ phải làm gì. Thì đấy là những cái kịch bản Hùng lên liên tục phân tích để cập nhật cho tất cả các anh chị của chúng ta. Bây giờ thì Hùng sẽ tạm thời chúng ta sẽ thoát Zalo, bởi vì khi livestream ở ban ngày thì nó sẽ có rất nhiều những cái room mà Hùng Lê đang 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 tham gia. Chính vì vậy nên là sẽ có những cái dòng tin nhắn nhảy lên nhảy xuống, nó cũng khá là khó chịu. Về chúng ta sẽ tắt đi để chúng ta tập trung để chúng ta phân tích định lượng thị trường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu đầu ngành của họ nhà VIX. Đầu tiên chúng ta sẽ đi VIX. Thì đối với VIX là trong cái giai đoạn hiện tại thì Tạo Lập vẫn đang cố neo VIX ở quanh quanh cái nền hỗ trợ đây, đó là cái nền từ vùng 115 đến vùng 118, và cái đường trung bình ở đây là quanh nền 116.5. 116.5 thì về cơ bản là tín hiệu hiện tại của VIX thì nó đang yếu. Nó đang yếu và nó chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể tăng giá, giúp cho VIX có thể tăng giá. Và về cơ bản thì những cái yếu tố hiện tại VIX thì khả năng VIX vẫn sẽ tiếp tục lình xình đi ngang ở quanh nền 116.5, nền 116.5, chưa có những cái tín hiệu nào đáng đáng quan tâm ở thời điểm hiện tại. VHM. Thì đối với Vinhome thì Vinhome đã có một cái tuần giao dịch không thực sự tích cực, bởi vì khi đó thì Vinhome đã có những cái điểm gãy, những cái điểm gãy hỗ trợ ở đây, đó là những cái vùng từ vùng 87.5. Thì khi Vinhome có những cái điểm gãy vùng 87.5 thì cổ phiếu thường có một cái xu thế là tích lũy ở cái nền thấp hơn. Hiện tại là trong tuần vừa qua thì Vinhome đã có gần như có khoảng 3 lần là Vinhome chạm lại cái vùng khoảng vùng 84, chạm lại vùng 84 và sau đó thì có những cái nến rút chân lên. Xu thế hiện tại của Vinhome thì Hùng chưa nhìn thấy có những cái lực hồi thực sự tích cực từ cổ phiếu Vinhome, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy là một số các tín hiệu kỹ thuật thì dòng tiền thì đang đi ngang, đường ACD thì đang có những dấu hiệu cắm xuống như thế, cho thấy cái lực hồi của Vinhome đang khá là yếu. Và những cái kịch bản tiếp theo của Vinhome thì Vinhome vẫn có thể lình xình ở quanh vùng từ ngưỡng 84 lên đến ngưỡng 86, tức là có thể đi ngang ở quanh vùng này trước khi mà có những cái tín hiệu đảo chiều. Hiện tại thì Vinhome vẫn chưa có những cái tín hiệu đảo chiều để giúp hỗ trợ thị trường. VRE, đối với VRE thì phiên ngày hôm nay là một phiên dấu hiệu có những cái dấu hiệu tích cực hơn. Sau khi VRE có một cái vùng nền ở đây là quanh cái vùng nền 32, quanh cái vùng nền 32 thì VRE đang có những cái dấu hiệu tạo nền ở đây thì khá là ok, khá là ổn quanh vùng nền 32. Những cái tín hiệu kỹ thuật đầu tiên thì cũng đang cho thấy rằng VRE có thể hồi được từ vùng 32, và cái kịch kim ở trong cái nhịp hồi này thì VRE có thể đánh chạm lại về vùng 33.5 đến vùng 34. Những cái tài khoản nào mà chúng ta đang có vị thế của VRE thì chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ vị thế của cổ phiếu để có thể chốt lời ở những điểm cao hơn.
Tuy nhiên cái tín hiệu mà tăng mạnh của VRE thì hiện tại Hùng chưa nhìn thấy, và khả năng thì đây vẫn là một cái nhịp hồi kỹ thuật thôi, một cái nhịp hồi kỹ thuật. Chính vì vậy nên là chúng ta phải, nếu như những vị thế nào mà chúng ta mở mua mới, có thể phiên ngày hôm nay và phiên ngày mai, thì chúng ta phải lưu ý giúp Hùng Lê, đây là một nhịp hồi của T cộng của VRE. Vinamilk là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng liên tục có những cái đánh giá cập nhật cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Thì trong một cái nhịp test đỉnh trước đây, đấy là khoảng quanh vùng 127.5 đến vùng 128, thì Hùng Lê có đánh giá rằng trong cái nhịp này thì Vinamilk sẽ đánh chạm vùng 135. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng là trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã đánh chạm vùng 135, thậm chí là có phiên trong phiên ngày 21 tháng 10 thì đã đánh lên được khoảng vùng 135.5, và sau đó thì kết phiên thì Vinamilk đã có những cái sự suy yếu nhất định. Thì thường khi mà cổ phiếu về đến cái target mà Hùng Lê phân tích thì thường là cổ phiếu sẽ có cái xu thế sẽ chỉnh giảm lại, chỉnh làm lại, tích lũy lại, và nếu như tích lũy thành công thì chúng ta sẽ có thêm được một cái nhịp đánh mới của cổ phiếu. Thì vấn đề là có một nhịp đánh mới hay không thì chúng ta sẽ quan sát các cái nhịp kỹ thuật tiếp theo. Thì đối với hiện tại, đối với xu thế của Vinamilk thì Hùng Lê đang quan tâm đến Vinamilk ở quanh vùng 131 đến vùng 131.5. Đây sẽ là cái vùng mà cổ phiếu sẽ rơi về đây. Khi mà đây Hùng sẽ vẽ như này. Chạm 135 rồi thì Vinamilk sẽ chỉnh lại về quanh vùng khoảng vùng 131.5 đến vùng 131, và tại vùng này thì Vinamilk cần phải tích lũy được. Nếu như Vinamilk tích lũy được ở vùng này thì cái cơ hội mà Vinamilk đánh tiếp lên vùng đâu đó khoảng vùng 140, và chúng ta sẽ đưa ra một cái target tiếp theo của Vinamilk ở vùng giá 140. Ở vùng 140, tức là từ cái nhịp đánh quanh vùng 131 lên vùng 140. Đây, cổ phiếu nó sẽ đi như này. Tức là trong một cái quá trình mà cổ phiếu đi lên thì cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp đi lên, ngừng nghỉ và tích lũy, rũ hàng để cho một số các cái nhà đầu tư, ví dụ như một số nhà đầu tư mà mua được theo những cái khuyến nghị vùng lễ quanh vùng 127.5, vùng 28 thì có thể về vùng 135, người ta sẽ chốt. Chốt xong thì người ta sẽ chờ dòng tiền về và nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật tạo nền tại đây của Vinamilk thì người ta sẽ tiếp tục vào lại hàng để đánh tiếp một nhịp tiếp theo. Thì đối với Vinamilk thì Hùng vẫn đánh giá đây là một cái trụ khá là quan trọng trong thời điểm hiện tại, khi mà gần như là lực đỡ của thị trường của chúng ta không có. Chính vì vậy nên Vinamilk sẽ là một trong những cái nhân tố mà tích cực nhất sẽ ổn định cho thị trường trong những cái thời điểm khó khăn nhất của thị trường. Thì Vinamilk cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị mở mua đầu tư trong cái thời điểm trong cái thời gian vừa qua. SAB. Đối với SAB thì cơ bản hiện tại là chưa có gì. Khi chạm về vùng 250 này thì SAB sẽ có những cái quãng thời gian để tiếp tục tích lũy tại đây thôi. Và trong thời điểm này là thời điểm hết sức khó khăn của thị trường thì Hùng kỳ vọng rằng SAB sẽ không thủng vùng 240. SAB đã có một cây nến đao về 240 sau đó kéo ngược lên, thì cái vùng 240 đến vùng 250 này thì Hùng Lê kỳ vọng là SAB sẽ tích lũy ở đây để giữ nhịp và ổn định cho thị trường trong lúc mà thực sự trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng thị trường của chúng ta đang hết sức là khó khăn và hết sức là mong manh. Điểm mua thì không, chúng ta sẽ không đầu tư mã cổ phiếu này. VDC, đối với những anh chị nào mà xem những cái bản tin của Hùng Lê trong một suốt một cái quá trình đầu tư, từ lúc mà Hùng Lê phân tích VDC ở những vùng 115 đến vùng 117 và liên tục có những cái nhịp phân tích đánh giá về các cái kịch bản test chỉnh và đi lên của VDC, thì cái kịch bản gần đây nhất đó là Hùng có đánh giá rằng VDC test chỉnh lại quanh vùng 135, và từ vùng 135 thì VDC sẽ đánh về vùng 145 để hoàn thành cái nhịp target phân tích này. Thế thì ở thời điểm hiện tại và trong tuần vừa qua thì VDC hiện tại là đang ở một cái mức ở vùng giá 144, và đây là một phiên test của VDC rất là đẹp. Theo cái kịch bản Hùng đề ra thì khả năng VDC sẽ test sâu hơn, có thể sẽ test sâu hơn ở quanh vùng 142.2, có thể VDC sẽ test lại ở quanh vùng 142.2 từ 1 đến 3 phiên nữa, và sau đó thì cái target mà từ vùng 135 này và đánh về vùng 145 thì khả năng là sẽ hoàn thành hiện thực ở trong
Có thể là sẽ hoàn thành ở trong tuần này hoặc là có thể sang tuần tới. Nếu mà chúng ta view ở một cái view tổng thể hơn để chúng ta nhìn thấy cái lực đánh ở trong hiện tại của VDC thì VDC sẽ đang có một cái trend tăng cũng khá là tốt, và có thể cái mục tiêu nó lớn hơn. Cái mục tiêu nó lớn hơn đó là nó có thể chạm về vùng 155 đến vùng 160. Đây, có thể chạm về vùng 152. Đó, có thể chạm về, tức là đi về lại cái vùng này. Tuy nhiên để đi được về đến đây thì chúng ta sẽ xem những cái phản ứng của VDC ở quanh vùng giá 145. Các tài khoản đang nắm giữ VDC thì chúng ta cũng có thể canh ở quanh vùng 145 để chúng ta có thể chốt dần những cái vị thế của chúng ta. BVH thì trong cái giai đoạn hiện tại thì BVH chưa có nhiều cái động lực tăng giá, và trong thời điểm hiện tại thì BVH vẫn cơ bản là vẫn tích lũy ở một cái nền hỗ trợ ở đây. Nền hỗ trợ ở đây đó là nền 70, và hiện tại thì vẫn đang đi ngang ở quanh cái nền 70. Và trong những cái kịch bản phân tích trước đây thì Hùng Lê có đề cập đến việc là cái nền 70 này nó sẽ rất là quan trọng. Nếu như BVH bị gãy cái nền 70 với một cái khối lượng xác nhận thì có thể sau đó thì BVH sẽ rơi rất mạnh, và nó sẽ rơi về những cái vùng sâu. Còn nếu vùng 70 này mà cổ phiếu vẫn tích lũy lại được và không bị gãy nền 70 thì cái cơ hội mà BVH có thể có một cái nhịp hồi thì chúng ta sẽ tính toán đến. Tuy nhiên hiện tại thì Hùng đánh giá rằng BVH cái lực hồi của nó hiện tại đang rất là yếu, và những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ BVH thì chúng ta cũng nên cân nhắc, chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng khi mà cổ phiếu có những dấu hiệu suy yếu xấu đi. Mansan thì chúng ta nhìn ở trong một cái xu thế tổng thể thì Mansan hiện tại là xu thế chủ đạo của Mansan là xu thế đi ngang, và những cái nhịp hồi phục ở đây thì nó chỉ mang tính là những cái nhịp hồi đây. Mansan có những cái nhịp hồi rất là ngắn, và nếu mà chúng ta xét ở trong một cái xu thế dài hạn hơn thì Hùng chưa nhìn thấy có những cái động lực thực sự mạnh của Mansan. Và sau một cái giai đoạn mà Mansan đi ngang như thế này thì chúng ta sẽ cần thời gian, và chúng ta sẽ cần có những cái tín hiệu để phân tích và định lượng lại cái xu thế của Mansan. Và Mansan thì đang có một cái vùng hỗ trợ ở đây, tức là vùng hỗ trợ 74 là cái vùng hỗ trợ cuối cùng. Nếu như cái vùng 74 này bị gãy thì như thế thì Mansan cũng sẽ có một cái nhịp giảm rất là sâu, nó gần giống với tương tự của BVH. Chính vì vậy những cái nhịp bắt hồi phục của Mansan thì chúng ta cũng nên cân nhắc, đó là chúng ta chỉ đánh T cộng thôi. Chúng ta không thể đánh một nhịp dài khi mà cổ phiếu này chưa có những cái sự phục hồi nhất định, đúng không ạ? Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã của họ dầu khí. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích đến mã cổ phiếu GAT. Đối với GAT thì chúng ta nhìn ở trên một cái xu thế dài hạn hơn. Hiện tại thì sau những cái phiên mà dòng tiền tập trung lại vào GAT thì sau đó thì những cái phiên như thế này, tuần này thì dòng tiền nó lại bị quay lại, bị mất. Thì đối với GAT thì Hùng vẫn đánh giá rằng trong cái giai đoạn hiện tại GAT chủ yếu là GAT tạo nền quanh nền 100. Những cái yếu tố tạo lập của GAT ở quanh nền 100 vẫn khá là ok, và nếu mà sâu hơn thì GAT có thể chỉnh chạm vùng 95. Thì về cơ bản hiện tại đối với GAT ở trong cái giai đoạn hiện tại thì đấy là những cái điểm mà tạo xu thế của cổ phiếu GAT, và đối với GAT thì chúng ta cũng sẽ cần thời gian để chúng ta phân tích và định lượng. Còn cái động lực để mà GAT tăng mạnh hiện tại thì chúng chưa nhìn thấy, và hiện tại là GAT đang tích lũy để tạo nền. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu PLX. Thì đối với PLX chúng ta cũng sẽ view ở trên biểu đồ nến tuần, thì khả năng chúng ta sẽ nhìn nó sẽ tổng thể hơn. Thì chúng ta nhìn thấy là trong cái giai đoạn hiện tại thì trên cái xu thế dài hạn thì PLX vẫn đang nằm ở trong một kênh xu thế giảm giá mạnh khi mà cái đường MACD tiếp tục cắm xuống và dòng tiền thì đang tiếp tục đi ngang. Điểm hỗ trợ ngắn nhất của PLX ở trong cái thời điểm trong cái trận đây, tức là quanh vùng giá 56.
Quanh vùng giá 56, và nếu như vùng 56 này mà Pelex bị phá vỡ thì như vậy thì Pelex sẽ có những cái xu thế tích lũy thấp hơn, ở có thể là sẽ rơi lại về vùng 50. Một số các anh chị có hỏi Hùng là có mua PLX không, thì chúng ta Hùng Lê có trả lời chúng ta tại thời điểm này thì chúng ta sẽ chưa nên mua. Chúng ta nên quan sát thêm những cái động thái về dòng tiền, bởi vì là nhóm ngành dầu khí hiện tại là chúng ta chưa tìm thấy được động lực tăng giá của toàn ngành, tức là toàn ngành dầu khí thì đang nằm ở trong một cái kênh xu thế giảm hoặc là kênh xu thế tích lũy đi ngang. PVS đó, đối với PVS thì có thể là anh chị có thể xem những cái bản tin rất dài trước đây của Hùng Lê. Khi những cái nền hỗ trợ của PVS ở quanh nền 10 nền 20 bị phá vỡ đúng không ạ? Và hiện tại thì PVS vẫn đang đi theo một cái kênh xu thế giảm. Liên tục trong những cái bản tin gần đây thì Hùng Lê không bao giờ khuyến nghị các anh chị tham gia đầu tư mã cổ phiếu PVS ví dụ như vậy, bởi vì chúng ta chưa có được những cái điểm tì bật chắc chắn của cổ phiếu thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ chưa tham gia. Và khi PVS giảm thì có thể PVS giảm sẽ chạm lại về vùng 14.5 thì PVS có thể sẽ sorry cả nhà. Vùng 17.5 thì có thể PVS sẽ có những cái nhịp lình xình và lung linh tại đây, tức là gọi là khi chạm về những cái vùng hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ lình xình. Tuy nhiên cái việc lình xình mà để cổ phiếu tích lũy đi lên trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê đánh giá là chưa có. Và cái vùng hỗ trợ mạnh của PVS khả năng là PVS sẽ quay lại về vùng 14. PVS sẽ quay lại về vùng 14.5 đến vùng 14. Đây là cái vùng hỗ trợ dài hơn trong một cái kênh xu thế downtrend của PVS từ từ vùng 24. Từ vùng 24 thì có thể là PVS sẽ rơi lại về vùng 14, mà đầu tiên sẽ là vùng có thể là khi chạm về vùng 17.5 thì PVS sẽ có một vài nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây, thì chúng ta sẽ có thể quan sát. Nếu như anh chị nào đánh T cộng thì có thể quan sát tại đây. Chúng ta cùng phân tích tiếp mã cổ phiếu PVD. Thì trong cái kịch bản mà Hùng Lê đưa ra đối với PVD đó là PVD sẽ chỉnh giảm về vùng 15.5. Đó, ví dụ như là các anh chị mà chúng ta theo dõi các bản tin của Hùng Lê thì chắc chắn là các anh chị sẽ không mua PVD rồi, đúng không ạ? Liên tục những cái bản tin ở gần đây, trước đây thì cũng có đánh giá rằng những cái vùng đây, tức là những cái vùng 18 đến vùng 18.5 là những cái vùng kháng cự mạnh, và những nhịp hồi này thì chắc chắn là PVD sẽ đánh về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Và tại cái vùng 15.5 này, PVD sẽ tích lũy tại đây. Nếu như tại vùng 15.5 PVD tiếp tục bị gãy thì như thế thì PVD sẽ đi về rất là xa, và PVD có thể sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ cực thấp ở dưới này, đó là sẽ đi lại về vùng nền 12, vùng 14, 14 và thậm chí là có thể đi đi lại về những cái vùng 12, tức là những vùng rất sâu ở dưới này. Rất sâu ở dưới này, bởi vì khi mà cổ phiếu đã bị mất cái lực uptrend rồi thì chúng ta sẽ không thể tiên lượng được rằng là cổ phiếu nó sẽ đi về đâu. Các anh chị cũng thể nhìn thấy một cái nhịp đánh của PVD từ vùng giá đâu đó mười mấy đấy ạ, khoảng vùng 12 và đánh lên vùng 25, và sau đó từ vùng 25 thì không những là PVD hồi đánh thủng về cái vùng về 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 vùng đáy, mà sau đó PVD còn đánh gãy cả cái đáy ở trước đó, và sau đó thì PVD mới có một cái nhịp hồi phục đó. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trên một cái kênh xu thế downtrend của cổ phiếu thì cổ phiếu nó sẽ đi rất là dài, và khi đi dài như thế này thì cổ phiếu nó sẽ có những lực hồi phục, ví dụ như về đến vùng hỗ trợ đây thì có thể cổ phiếu sẽ nhảy lên được một tí như này đó. Cái cách đi nó là như thế, và có thể là nó chỉ kịp T cộng 3 hoặc T cộng 4 thôi, và sau đó cổ phiếu sẽ tiếp tục đáp xuống đó. Thì cái cách đi của trong một cái xu thế downtrend thì anh chị hết sức lưu tâm giúp Hùng Lê. Trong cái mã cổ phiếu dầu khí thì Hùng sẽ phân tích luôn hai cái mã cổ phiếu BSR và POVK. Thì đối với BSR ở trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng đang quan sát BSR ở quanh cái nền 9.3. 9.3 là cái nền mà chúng ta sẽ mở mua vị thế ở tại thời điểm này, tức là cái vị thế thì nó khoảng 1/3 số chúng ta định mua. Ví dụ chúng ta mua được 10.000, chúng ta sẽ đâu đó chúng ta sẽ mua khoảng tầm 3.000. Với BSR thì bây giờ là đáy của đáy rồi, tức là chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là đáy của đáy rồi. Và Hùng đang nhìn thấy là khả năng thì BSR đang có những cái xu thế tạo nền và bẻ pha xu thế ở đây, và sẽ bẻ pha xu thế
xác nhận khi mà BSR quay đánh vượt thoát vùng giá 10 và lực cầu tiếp tục quay trở lại ở mức khoảng 4 đến 5 triệu cổ phiếu thì khi đó chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Thì hiện tại là BSR đang có xu thế bẻ pha xu thế, thì đối với BSR là như vậy. Hùng đã khuyến nghị anh chúng ta mua rồi. POV cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành dầu khí mà Hùng Lê đang nhìn thấy, có những cái tín hiệu tạo nền, vùng 12.3 đến vùng 12.8 và có thể ở một cái mức trung bình ở đây đó là vùng 12.5, thì đây là cái điểm mua vị thế của cổ phiếu POV. Hiện tại sau một cái nhịp đánh rũ thì đã có những cái phiên đánh thoát lên. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng cái vùng kháng cự 13.5 thì hiện tại là POV chưa vượt được, tức là chạm về vùng 13.5 thì POV lại tiếp tục có những cái nhịp rũ đánh rũ. Và những cái nhịp rũ này thì nếu thực sự tích cực, tức là POV không bị gãy nền 13, tức là lình xình ở quanh nền 13 này, và sau đó thì sẽ có những cái phiên đẩy lên trở lại như này và vượt thoát được cái vùng 13.5 và đánh lên khoảng vùng 14. Đó, vậy thì khi chúng ta đã có những vị thế ở quanh vùng 12.5 đến vùng 13 rồi thì chúng ta sẽ canh POV có những cái tín hiệu kỹ thuật đánh lên để chúng ta sẽ tiếp tục có những cái điểm mua hết, điểm mua gia tăng tỷ trọng và điểm mua hết, bởi vì POV có một cái phiên này nó hơi đột biến. Đó thì chúng ta sẽ nhìn đến đây này thì chúng ta sẽ thấy một cái góc độ tổng quan hơn, đó là nền giá 13 sẽ là cái nền tiếp tục mà POV sẽ phát đi những tín hiệu tiếp theo. Với những anh chị nào mà đã mua có vị thế ở vùng 12.5 thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng ở quanh vùng 13, cùng đánh giá là quanh vùng 13 đối với POV là ok. Và mã cổ phiếu dầu khí POV cũng là một cái mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư ở trong cái thời điểm hiện tại đối với ngành dầu khí. Ngành dầu khí thì Hùng chỉ đánh giá mã cổ phiếu BSR và POV thôi. Chúng ta cùng điểm qua một số cái mã cổ phiếu về nhóm ngành ngân hàng. Vietcombank. Vietcombank là một trong những cái mã cổ phiếu ngân hàng mà Hùng Lê cũng đã có những cái nhịp phân tích khá là dài. Đối với Vietcombank ở trong giai đoạn hiện tại, nó mang một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái nhịp dẫn và cái nhịp giữ nhịp cho thị trường. Cái target 85 thì gần như Vietcombank đã đạt được rồi, và Hùng có đề cập đến cái việc là Vietcombank trong sẽ tích lũy lại ở vùng 85 và thậm chí là sâu hơn có thể chỉnh lại vùng 83.5. Từ vùng 83.5 này thì sau khi mà cái vùng hỗ trợ thì nó vùng kháng cự thì nó sẽ trở thành một vùng hỗ trợ, và kỳ vọng từ vùng 83.5 này thì Vietcombank tiếp tục đánh một nhịp dẫn về vùng 90 để ủng hộ cho xu thế chung của thị trường. Và xa hơn thì trong cái nhịp đánh này, Vietcombank có thể, những yếu tố tạo lực của Vietcombank có thể đánh về 100. Tuy nhiên để đánh về 100 hay không thì chúng ta sẽ chờ, tức là đại loại là chúng ta sẽ cần phải có thời gian để chúng ta phân tích định lượng. Còn trước mắt thì Hùng đang phân tích định lượng cái kịch bản của Vietcombank có thể đánh về vùng 90 trong cái nhịp này. Những phiên giao dịch của trong tuần này, Vietcombank lình trình ở quanh vùng 85 như thế này nó rất là tốt. Có những phiên gần như là giao dịch ở mức độ trung bình, tức là khối lượng khớp lệnh chỉ đạt khoảng tầm 500.000, và sẽ có một phiên hút cầu khoảng tầm độ 1.5 triệu đến 2 triệu và đánh vượt thoát vùng 85, thì như thế là cái xu thế đi lên của Vietcombank để chạm vùng 90 nó sẽ thành hiện thực. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu BIT. Thì đối với BIT thì đâu đó Hùng đã có những cái phân tích từ rất là sớm, và Hùng có đánh giá rằng từ vùng 33.5 nếu không nhầm là như vậy, và Hùng có đánh giá rằng BIT sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu ngân hàng mà nó sẽ lead dòng ngân hàng cũng như sẽ có những cái lead cho thị trường. Thì trong kịch bản gần đây nhất, đó là kịch bản test chỉnh sâu nhất có thể chạm vùng 39 và từ vùng 39 này thì đánh chạm vùng 42 đến vùng 42.5. 42.5 thì trong tuần vừa qua thì BIT cũng đã có những phiên gần chạm đến vùng 42, đó là trong phiên ngày 14 tháng 10 BIT đã chạm vùng 40 BIT đã chạm vùng 41.95, tức là suýt soát khoảng tầm 0.05 nữa thì sẽ chạm vùng 42. Và sau khi chạm về vùng target 42 đến vùng 42.5 thì BIT lại có một nhịp suy giảm và chạm lại cái vùng ở đây, tức là chạm lại vùng hỗ trợ ở đây. Thì hai phiên BIT kéo lại vùng 40 thì Hùng đánh giá là tích cực, khi mà BIT đã lấp lại toàn bộ cái phiên gap tạo ra của phiên ngày thứ
ngày thứ hai của tuần này, ngày thứ hai của tuần này. Tuy nhiên hiện tại thì dòng tiền của Bit đang gặp vấn đề, tức là dòng tiền đang bị suy yếu, đang có xu thế đi xuống, đường MA đang cắm đầu và cái thanh khoản của Bit hiện tại thì đang khá là thấp và chúng ta cần phải chờ lại một phiên mà Bit có cái khối lượng khớp lệnh khoảng từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu và giá của Bit thì có thể lấp lại lên vùng. Các anh chị lưu ý là giá cổ phiếu của Bit cần phải lấp lại lên vùng giá 41. Cần có những lực cầu đẩy lại như vậy thì như vậy là Bit sẽ có một cái cơ hội tăng và trong cái nhịp này. Trong cái nhịp này tức là khi Bit đã chạm được về vùng 41 thì cái cơ hội mà Bit để đi lên có thể là Bit sẽ đi lên được khoảng quanh vùng 43. Vùng 43 đến vùng 44. Vùng 43.5. Khả năng là 43.5 đến vùng 44 đó, ở đây. 3.5 đến vùng 44. Còn nếu như tại cái vùng mà Bit bị gãy cái nền 39 thì như thế thì ok, chúng ta tạm thời phải chia tay đối với Bit. Bởi vì khi Bit bị gãy nền 39 thì Bit sẽ có những cái xu thế tích lũy ở cái vùng nền thấp hơn và khi nếu kịch bản nó xảy ra thì Hùng Lê sẽ phân tích định lượng của Bit và như vậy thì có thể Bit sẽ chạm về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới này, đấy là quanh vùng 36. Đó. Thì tùy vào những cái kịch bản của Bit thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Xu thế hiện tại cái lực hồi của Bit thì hiện tại về giá thì tích cực nhưng mà về khối lượng và dòng tiền thì chưa thực sự tích cực đối với mã cổ phiếu Bit. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu công thương CTG. CTG thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng Lê về cái xu thế dài hạn của công thương như thế nào. Thì Hùng Lê cũng chỉ dám trả lời là trước mắt thì công thương sẽ chạm vùng 22. Sau khi chạm vùng 22 rồi thì công thương sẽ có thể những nhịp test chỉnh, lao chỉnh lại về đây. Và để mà gọi là test chỉnh tích cực nhất thì công thương có thể sẽ chỉ chỉnh về khoảng quanh vùng 21. Quanh vùng 21 thậm chí là đẹp nhất sẽ là khoảng vùng 21.2. Đó, sẽ quanh vùng 21.2 này thì công thương sẽ tích lũy trở lại được. Công thương sẽ tích lũy trở lại được và đánh vượt vùng 22. Đánh vượt vùng 22 với động lực mạnh về dòng tiền quay trở lại đối với công thương. Những cái phiên gần đây, tức là những phiên gần đây thì dòng tiền lại tiếp tục suy yếu với công thương sau những cái phiên suy giảm. Nếu chúng ta nhìn ở trong một cái xu thế tổng thể của công thương, thì công thương có thể hoàn toàn ở giai đoạn hiện tại, giai đoạn này chúng ta hoàn toàn có thể đánh sóng dài đối với công thương được. Đánh sóng dài tức là chúng ta mua ở những vị thế mua tích lũy. Đó, ví dụ như là mua tích lũy thì được hiểu như thế nào? Ví dụ như là khi cổ phiếu công thương về quanh vùng 21.2 thì chúng ta sẽ mua một ít. Ví dụ cổ phiếu bị thủng về cái nền thấp hơn ở nền 20 thì chúng ta sẽ tiếp tục mua, tức là cái nền gom của công thương ở một cái xu thế đánh dài có thể tính toán và định lượng từ nền 22 đến khoảng quanh nền 20 đến nền 21.5. Đó. Và chúng ta view ở một trên một cái tổng thể dài hạn thì có thể đây sẽ là những cái điểm tỉ bật để giúp cho công thương sẽ có được những cái nhịp đánh tốt hơn, là những nhịp đánh tốt hơn. Và khi mà chúng ta đã có những cái vị thế rồi thì công thương xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật về dòng tiền, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta mở mua hết đối với công thương. Thì công thương hiện tại thì chúng ta sẽ view ở một cái trạng thái dài hơi hơn. ACB thì đã có những khuyến nghị ở mở mua ở quanh nền 22.5 đến nền 23. Và Hùng Lê có phân tích định lượng cho cả nhà một cái nền kháng cự ngắn ở vùng 24.5. Tại vùng 24.5 này sẽ là một cái nền mà sẽ đánh giá được là ACB sẽ đi như thế nào. ACB sẽ đi như thế nào? Và chúng ta nhìn ở trên một cái xu thế tổng thể và trên một cái xu thế dài hơi hơn thì sao ạ? Thì tuần này sẽ là một tuần chỉnh giảm của ACB. Hiện tại thì mới được 3 phiên giao dịch đầu tuần nhưng mà cái lượng hàng cũng đã được gần 5 triệu rồi, tức là sắp chạm cái trung bình 21 phiên, như vậy là một cái lượng hàng lớn ra của công thương của ACB cũng đang khá là mạnh. Và dòng tiền thì đang có dấu hiệu suy yếu đi.
Cho thấy rằng là hiện tại cái lực hồi của ACB có khả năng là sẽ vẫn chưa chưa thực sự là tích cực ở tại thời điểm này. Và những cái vị thế mà chúng ta đã mua ở quanh vùng 22.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ quan sát, và theo như cái tiên lượng định lượng của vùng lên thì khả năng là ACB sẽ tích lũy lại ở quanh nền 23.5 này thì ACB sẽ tích lũy và định lượng tại đây, và từ nền 23.5 này thì sẽ có những cái phiên để giúp cho chúng ta định lượng. Nếu như nền 23.5 này mà ACB bị gãy mạnh thì như vậy là cái cơ hội mà để tăng tiếp theo tạm thời bị đẩy lùi, nhưng ngược lại cái nền 23.5 này ACB tích lũy quay trở lại được thì chúng ta sẽ tiếp tục có được một cái sẽ có được một cái trend xu thế tiếp theo. Còn trong xu thế ngắn hạn, tức là trong xu thế 1 đến 3 phiên tới thì ACB sẽ đang chịu sự chi phối của cái lực giảm, sẽ chịu sự chi phối của lực giảm, bởi vì dòng tiền thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, và tín hiệu đường ACD thì cũng đang khá là xấu đối với mã cổ phiếu ACB. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu STB. STB thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê có phân tích định lượng từ nền 10.3 có những phiên vượt thoát nền 10.7 để chúng ta mở mua hết, để mở chúng ta mở mua hết đối với STB. Thì hiện tại STB trong cái nhịp này thì Hùng có thể đánh giá rằng đầu tiên STB sẽ chạm vùng 11.5, và sau chạm 11.5 thì STB sẽ test chỉnh để lấy vị thế. Tuy nhiên là nhịp test chỉnh của STB đã diễn ra sớm hơn, và sau đó thì STB lại có những nhịp khi vùng 10.7 là vùng kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ, và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là từ vùng đâu ạ, khoảng từ vùng 11.1, và sau đó thì STB đã chỉnh giảm lại về cái vùng hỗ trợ đây, tức vùng 10.7, và từ vùng 10.7 này thì đang có khoảng 3 phiên kéo lại vùng 11, Hùng Lê đánh giá là tích cực đối với mã cổ phiếu STB. STB nếu chúng ta view ở một cái xu thế dài hơi hơn thì thực ra thì STB ở trong giai đoạn hiện tại thì cũng chưa thể đánh mạnh được, bởi vì sao? Bởi vì dòng tiền ở trong giai đoạn hiện tại cũng là một cái điểm đáng lưu tâm. Tuy nhiên là những cái tín hiệu tạo nền ở quanh nền 10.3, sau đó là nền 10.7, Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta mua hết thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ STB trong giai đoạn hiện tại. Có thể chờ những cái vùng mà STB vượt vùng 11.5, và sau đó thì cái target tiếp theo có thể đánh chạm vùng 13. Thì tất nhiên là với STB thì chúng ta cần phải chờ, tức là chúng ta không thể đánh lướt sóng được, mà chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn hơn. Đối với mã cổ phiếu MBB cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã nhìn thấy được một cái trend sóng dài của mã cổ phiếu này. Và những cái đích đến tiếp theo của MBB như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích định lượng lại. MBB ở quanh cái nền nền ở đây, tức là quanh cái nền 22.5 đến nền 23. Đây sẽ là cái nền giá mà sẽ xác định cái xu thế đi tiếp theo của MBB. Sau một phiên đánh break rất là đẹp, đó là cái phiên ngày 14 tháng 10 thì MBB lại hơi bị xấu. Và điều này cũng dễ hiểu, đấy là cái phiên này là một phiên mà cái thanh khoản nó hơi tập trung. Chính vì vậy nên là nó sẽ cần thời gian để nó sẽ khả năng là nó sẽ đánh về lại về nền. Thì hiện tại là tín hiệu của MBB đánh giá vẫn đang là tích cực, tức là cái tích cực ở cái góc độ có nghĩa là cái ngưỡng 22.5 này của MBB chưa bị thủng. Đó, và đang có những cái dấu hiệu tích lũy nền ở quanh vùng 22.5 đến nền 23. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng ở đây, đây cũng là một cái cách đi của MBB, đó là MBB phiên ngày 26 tháng 8 có một phiên tăng giá mạnh, và sau đó thì MBB đã có một quãng thời gian những phiên đây các anh chị có thể nhìn thấy MBB giảm với không có vol, những cái phiên giảm không có vol ở đó, và sau đó thì lực cầu quay trở lại và đánh MBB từ vùng vùng 21 và lên đến vùng 23.5. Phiên này chạm được đâu đó đúng không ạ, vùng 23.45, tức là khoảng vùng 23.5 đi đó. Thì cái cách mỗi một cái mã cổ phiếu nó đều có những cái tính cách, người ta hay gọi là tính cách, con người có tính cách thì mã cổ phiếu nó cũng sẽ có tính cách, và nếu như chúng ta chịu khó quan sát để ý thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái tính cách của mã cổ phiếu. Và một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là tại sao Hùng Lê lại tìm những cái điểm hỗ trợ
thì đấy là những cái tính cách của cổ phiếu. Và chính vì Hùng Lê quan sát rất là kỹ, Hùng đào rất là kỹ cái đường đi nước bước của mã cổ phiếu từ những cái dữ liệu trong quá khứ, thì Hùng Lê sẽ tìm những cái điểm hỗ trợ đó để Hùng Lê phân tích và định lượng cho cả nhà. Chứ thực ra thì nó cũng không có, nó không có một cái phần mềm gì cả, nó không có một cái gì nó là cao siêu cả, những cái phần mềm gì cao siêu cả, mà chỉ là chúng ta đào sâu và chúng ta nghiên cứu kỹ một cái mã cổ phiếu nào đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu được một cái phần tính cách của nó thôi. Mà cái phần tính cách nó thì nó sẽ mang cái yếu tố tạo lập, tức là những cái nhà tạo lập ở đằng sau đó thì họ sẽ tạo lập cổ phiếu như vậy. Đối với HCM thì Hùng có kỳ vọng rằng là HCM sẽ chỉnh về quanh vùng 22.5, tích lũy tại đây và đánh vượt chạm về vùng 26 khi mà dòng tiền được kích hoạt quay trở lại. Tuy nhiên HCM sau những nhịp đánh chỉ chạm được đâu đó vùng 23.5 thì sau đó thì lại có những phiên mà đánh lại vùng nền, tức là đang test cung ở vùng 22. Khả năng cao thì HCM cũng chỉ loanh quanh ở quanh vùng 22 thôi, chứ cũng không có khả năng là cũng không có thể giảm, không giảm sâu hơn, bởi vì đây là một cái nền đánh đầu tiên, tức là cái nhịp nhịp đánh dẫn đầu tiên, và sau đó thì đây đang là những cái phần rũ lại hàng và tích lũy trở lại, thì khả năng là sẽ tích lũy lại nền 22 ở đây, và từ nền 22 này thì HCM sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Và Hùng vẫn đánh giá là trong cái nhịp đánh này thì HCM vẫn có cơ hội để tăng về vùng 26, tất nhiên là sẽ cần thời gian. SSI hiện tại thì hơi xấu, SSI hiện tại thì không có nhìn thấy động lực gì cả. Cái vùng nền ở đây là cái vùng vùng 21 đến vùng 22 thì hiện tại là thanh khoản khá là thấp, và trong cái xu thế ngắn hạn thì dòng tiền đang có xu thế đi ngang và SSI khả năng sẽ tiếp tục có những cái tín hiệu cắm xuống. SSI khả năng có những cái tín hiệu cắm xuống ở đây, đang hơi xấu đối với SSI. Chúng ta cùng phân tích một số các mã cổ phiếu Blue Chip, Hòa Phát, HPG. Xu thế của Hòa Phát thì chưa có gì đột biến. Nền hỗ trợ dài thì Hòa Phát vẫn đi ngang ở quanh nền 21.5, và đây là một cái nền hỗ trợ, thì có thể khi chạm với nền hỗ trợ này thì Hòa Phát sẽ có những cái phiên đánh lên. Đánh lên thì cũng thường cũng chỉ chạm được T cộng và những cái vùng kháng cự dày của Hòa Phát ở quanh vùng 24. Quanh vùng 24 ở đây thì vẫn đang còn đó và vẫn còn rất dài. Và cái xu thế hiện tại của Hòa Phát thì chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật thôi. Chúng ta cũng, nếu như chúng ta đánh thì chúng ta cũng chỉ đánh T cộng. Và chúng ta phải vào sớm, tức là cái phiên nào mà Hòa Phát bắt đầu hồi thì chúng ta sẽ canh mua và mua luôn, và sau đó T cộng 3, có lãi thì chúng ta bán. Đối với FPT thì hiện tại là chúng ta sẽ đang phân tích định lượng của FPT ở quanh cái nền ở đây, khoảng quanh nền 56 và thậm chí sâu hơn một tí, có thể là nền 55. Hiện tại thì sau khi mà FPT có những phiên chạm về vùng 60 thì FPT đang có một cái đi ngang ở đây. Hình như là đi ngang cũng đã được tương đối dài, tức là đã đi ngang ở khoảng tầm độ 3 tuần đi ngang ở đây, và cái động lực không đủ động lực để kéo FPT vượt thoát lại. FPT vượt thoát lại thì thường trong một cái nhịp đi lên thì cùng lắm là cơ bản là các mã cổ phiếu thì nó cũng chỉ đi ngang, cùng lắm nó chỉ đi ngang khoảng 1 đến 2 tuần thôi, và trong cái giai đoạn này thì FPT đã đi ngang đến 3 tuần, với việc là dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, đường MACD cũng đang khá là xấu. Duy nhất một cái điều tích cực nhất ở trong cái giai đoạn hiện tại, Hùng đánh giá rằng là thanh khoản của FPT, tức là FPT giao dịch ở mức khoảng tầm độ 500k đến 1 triệu cổ phiếu trung bình, như vậy là cái yếu tố tích cực nhất để chờ dòng tiền quay trở lại, thì đấy là một yếu tố tích cực nhất. Và một số anh chị có hỏi Hùng là có mua FPT không, thì nếu như chúng ta đang có vị thế thì chúng ta có thể mua thêm ở quanh vùng 55 đến vùng 56. Nếu chúng ta chưa có vị thế thì tại thời điểm này chúng ta chưa nên mua. Bởi vì sao? Bởi vì là
Khi chúng ta mua một mã cổ phiếu thì chúng ta cần cân nhắc giữa cái việc tỷ lệ lợi nhuận trên tỷ lệ rủi ro của chúng ta, thì chúng ta sẽ cân nhắc ở góc độ đó và chúng ta sẽ xem cái tỷ lệ đó nó có tốt hay không để chúng ta có thể mua. Đối với Di thì trong cái nhịp phân tích cùng lên ở đây thì Di sẽ đánh chạm vùng 40, từ vùng 40 thì kỳ vọng là Di chỉ chỉnh giảm một khoảng quanh vùng 37.5 và cùng lắm thì sẽ tích lũy ở nền 37 đến nền 38. Tuy nhiên là Di đã bị gãy, đây là hai phiên gãy của Di rất là mạnh, hai phiên gãy của Di rất là mạnh và chính vì vậy Di lại bị gãy cái nền này, thì xu thế khi bị gãy nền thì Di sẽ tích lũy ở một cái nền nó sẽ thấp hơn và hiện tại thì khả năng là Di sẽ chạm lại vùng 35, khả năng là Di chạm lại vùng 35. Tức là sau khi gãy nền thì Di sẽ tiếp tục giảm và sẽ giảm về vùng 35 ở đây. Giảm về đây, chạm hỗ trợ thì sẽ có những cái phiên, có những cái tín hiệu đảo chiều ở đây. Ở trên xu thế hiện tại thì Hùng Lê cũng chưa nhìn thấy có những cái lực hồi hiện tại của Di và như vậy là Di vẫn đang nằm ở trong một kênh xu thế giảm giá. Ở Novaland thì Novaland cũng là một cái mã cổ phiếu vốn hóa khá là lớn và nó cũng có những cái tác động lớn đối với VN Index của chúng ta. Thì đối với Novaland thì cũng không có gì tích cực, không có gì tích cực và đánh nó thì từ vùng 58 thì có thể maximum tạo vùng 64. Hùng chỉ lướt qua thôi. Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu BMP và MWG. BMP thì Hùng cũng có đề cập rồi. Đối với BMP thì chúng ta không đánh vội đánh vàng được đâu. Trong một cái nhịp đánh này thì Hùng đang kỳ vọng Bình Minh sẽ có một cái sóng dài của Bình Minh ở đây. Và sóng dài nó sẽ đi đâu về đâu thì trước hết là những cái nhịp mà Hùng đã phân tích ở đây. Hùng sẽ bật ở trên biểu đồ đến ngày. Đó là đầu tiên sẽ là chạm vùng 55 thì Bình Minh đã chạm vùng 55. Sau khi chạm vùng 55 thì Bình Minh đang có những cái nhịp test chỉnh giảm ở đây. Test chỉnh giảm ở đây thì Bình Minh sẽ dưới góc nhìn của Hùng Lê thì khả năng Bình Minh sẽ có những cái nhịp chỉnh sâu nhất có thể chạm về vùng 52. Từ vùng 52 này thì Bình Minh sẽ tích lũy ở đây, tích lũy ở vùng 52 và từ 52 này sẽ đánh vượt vùng 55, đánh vượt vùng 55 và trong nhịp này thì chúng ta sẽ tiên lượng ở Bình Minh sẽ chạm lại về cái vùng đỉnh cũ gần nhất ở đây, tức là nó sẽ rơi vào khoảng quanh vùng đây là bao nhiêu? Các anh chị chờ một tí. Vùng 62, tức là vùng 60. Đó, trong nhịp đánh này thì Hùng sẽ kỳ vọng rằng Bình Minh sẽ đánh về vùng 60 ở trong nhịp đánh tiếp theo. Đối với Bình Minh là một sóng dài, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ không thể sử dụng Bình Minh để chúng ta lướt sóng được, mà chúng ta sẽ canh những cái điểm phân tích kỹ thuật, những cái điểm hồi kỹ thuật và những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta có thể mua gia tăng tỷ trọng. Những cái điểm Hùng Lê khuyến nghị quanh vùng 49.5 đến quanh vùng 50, tức là khi Bình Minh có những nhịp test chỉnh ở đây và sau đó dòng tiền quay trở lại thì chúng ta khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia. Đối với Bình Minh thì chúng ta không vội được, chúng ta vội thì chúng ta cũng sẽ rất là khó đánh, bởi vì là cái cách đi của mã cổ phiếu này thì nó cũng khá là chậm rãi, chính vì vậy nên là chúng ta cứ phải kiên nhẫn thôi. Nó khá giống với mã cổ phiếu PTB. Đối với Bình Minh, anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, có những nhịp test chỉnh chúng ta tiếp tục gia tăng tỷ trọng. Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị là Bình Minh sẽ đánh sóng dài và đây là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đáng để đầu tư ở trong cái giai đoạn hiện tại. MWG thì sao? MWG thì kịch bản Hùng phân tích ở đây là chạm về vùng 130, chỉnh về quanh vùng 120 thì hiện tại Hùng đang nhìn thấy là MWG cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật phản ứng khá là tốt đối với vùng hỗ trợ vùng 120. Và nếu như tại vùng 120 này, cổ phiếu MWG sẽ có những phiên hút cầu và quay trở lại đánh break thủng qua nền 135 thì cái cơ hội đi tiếp của MWG sẽ đánh chạm về vùng 140. Còn ngược lại, nếu như MWG bị gãy nền 130 nền 120 thì chúng ta cũng sẽ xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng, bởi vì như vậy là những cái tín hiệu kỹ thuật của MWG đã bị vi phạm. Và với quan điểm của Hùng Lê thì khi tín hiệu kỹ thuật bị vi phạm thì chúng ta sẽ tạm rời xa cổ phiếu và chúng ta sẽ chờ những cái cơ hội tốt hơn để chúng ta
tham gia cổ phiếu. Chúng ta sẽ xem mã cổ phiếu TV2. Đối với TV2, TV2 thì nó lại đánh khá là mạnh. TV2 ở trong cái nhịp đánh từ vùng bao nhiêu? Từ vùng giá khoảng vùng giá 85 thì hôm nay kỳ vọng sẽ đánh chạm vùng 100. Sẽ đánh chạm một vùng 100 và sau đó từ vùng 100 sẽ chỉnh. Tuy nhiên là đây là những cái phiên mà những cái tín hiệu hết sức là nguy hiểm của cổ phiếu TV2 đã đến, tức là những cái phiên này TV2 bị chốt rất là mạnh. Chốt rất là mạnh và TV2 lại quay lại về vùng nền, tức là quay về vùng hỗ trợ, thì về cơ bản là ngắn hạn thì TV2 sẽ như vậy là TV2 sẽ khó có cơ hội để đi về vùng 100. Sẽ khó có cơ hội về vùng 100 và như vậy là chỉ đi được đến về vùng 95 thôi, và vùng 95 này thì TV2 lại chỉnh lại quay lại về vùng nền 80 ở đây, vùng nền 80 ở đây, và về vùng hỗ trợ này thì cổ phiếu lại chờ thôi. Đó thì cách đi của cổ phiếu nó cũng khá là đơn giản như vậy thôi. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu PNG. PNG hiện tại chúng ta view một cái view nó dài hơn của PNG xem nào. PNG thì lực hồi của PNG thì chưa đủ mạnh, và hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là có thể những cái nhịp đánh này thì những cái nhịp đánh gọi là đánh như nào, đánh hồi thôi. Ở vùng 85, các anh chị những tài khoản nào đang cầm nắm giữ PNG chúng ta lưu ý giúp Hùng Lê ở vùng 85, khả năng là sẽ đánh chạm vùng 85 và sẽ có những cái nhịp cân cầu ở đây. Nếu như nhịp cân cầu ở vùng 85 có thể đánh được thì lúc đó tích lũy lại được, thì lúc đó chúng ta sẽ tính đến những cái target tiếp theo, đó là target cao hơn ở cái target 90. Còn nếu vùng 85 mà cổ phiếu này chỉnh giảm thì như vậy thì cổ phiếu lại có xu thế như thế nào, xu thế tích lũy về vùng này, tức là cái vùng nền đây là khoảng vùng 77. Với PNG thì chúng ta cũng không đầu tư tham gia mở một điểm mua mới, bởi vì là lực hồi nó đang yếu kém như vậy thì chúng ta cũng không nên tham gia. Ok, về như vậy về cơ bản như vậy là Hùng có phân tích định lượng cho tất cả các anh chị. Hùng sẽ điểm qua lại thêm một cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng nữa, HD Bank. Đối với HD Bank là một trong những mã cổ phiếu ngân hàng Hùng đánh giá ở trong cái kịch bản phân tích của Hùng Lê nó cũng khá là mạnh, khá là tốt, đó là trong một cái nhịp chỉnh ở đây thì Hùng có kỳ vọng là quanh vùng 27 và từ vùng 27 này thì sẽ đánh lại về vùng 30. Những cái tín hiệu dòng tiền, những cái cách đánh hiện tại của HD Bank thì nó đang khá là tốt, và sau những cái phiên chỉnh giảm và quanh vùng 28 thì phiên ngày hôm nay đấy là một cái phiên hút cầu quay trở lại để xác nhận cái xu thế tăng lên của tiếp theo của cổ phiếu, và HD Bank cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp ở trong cái mã ngành của ngành ngân hàng. HD Bank mình sẽ lưu lại đây để chúng ta sẽ liên tục phân tích. Những tài khoản nào mà chúng ta đã có những vị thế mua ở thấp ở dưới này thì chúng ta có thể hoàn toàn chờ những phiên HD Bank đánh vượt thoát vùng 28. Ở đây là những cái vùng kháng cự dày, ở đây là khoảng quanh vùng 28 chấm mấy đấy, Hùng kiểm tra lại. Quanh vùng 28.5, nếu như HD Bank vượt thoát được vùng 28.5 với vol đánh khoảng từ 3-4 triệu cổ phiếu, chúng ta có thể mở mua hết ở quanh vùng này để chúng ta chờ chốt ở một cái target cao hơn, đó là vùng 30. Ok, như vậy là Hùng vừa mới view lại toàn bộ các cái nhóm ngành để cho tất cả những anh chị em của chúng ta có một cái tiên lượng, có một cái định lượng nó tốt hơn ở trong hai phiên cuối tuần và sau đó là tuần tới, tức là cái tuần cuối cùng của tháng 10. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là về trên cơ bản hiện tại, ở thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng nhóm ngành ngân hàng là nhóm duy nhất có thể giúp cho thị trường của chúng ta có thể ổn định quay trở lại, là việc thứ nhất. Nhóm ngành dầu khí hiện tại, về cơ bản toàn bộ nhóm ngành dầu khí chúng ta đang ở trong một kênh xu thế, đấy là kênh xu thế giảm giá và kênh xu thế điều chỉnh tích lũy. Duy nhất chỉ có POVK và BSR là hai mã cổ phiếu ok nhất của ngành dầu khí. Các cái trụ và blue chip thì Hùng đánh giá rằng hiện tại chúng ta sẽ có Vinamilk
Sau đó thì chúng ta sẽ có bình minh, chúng ta sẽ có bình minh, chúng ta sẽ có VDC và có thể là sẽ có thêm cổ phiếu nào nữa nhỉ? Sẽ có thêm cổ phiếu nào như VRE, khả năng là có thể có thêm VRE sẽ hỗ trợ lại thị trường. Còn về cơ bản là chúng ta chưa nhìn thấy có nhiều động lực để giúp cho thị trường của chúng ta ổn định hơn, tăng mạnh hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên trên biểu đồ VN Index của chúng ta, thì VN Index của chúng ta từ cái bản tin cuối cùng của Hùng Lê, tức là phân tích định lượng tuần từ ngày 14 đến ngày 18, thì chúng ta thấy rằng VN Index của chúng ta liên tục có những cái tín hiệu đẩy lên được, tức là đẩy lên được, vượt thoát được cái mức cao nhất ở trong tuần có thể đạt được, đó là vùng 997, tức là lại chỉ có đánh chạm, tức là lại chim sợ cành cong, đúng không ạ? Và trước khi mà về đến vùng 1.000 điểm thì VN Index của chúng ta lại tiếp tục đánh xuống, và chúng ta có thể nhìn thấy đây, vùng này cũng chạm 997 rồi đánh xuống, vùng này cũng chạm 997 đánh xuống, rồi vùng này, rồi tất cả các thứ, thì cái mốc 1.000 điểm vẫn là một cái mốc nó rất là khó khăn đối với thị trường của chúng ta đó. Và sau đó thì VN Index đã có những cái phiên suy yếu, và Hùng Lê cũng đã cập nhật những cái kịch bản cho tất cả những anh chị em ở trên team Zalo của Hùng Lê. Hiện tại VN Index đã có những phiên gãy nền 985, và trong một cái kịch bản phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê có đề cập đến việc là có thể VN Index của chúng ta sẽ Hùng sẽ kéo dài cái này ra một tí, bởi vì là bây giờ là chúng ta đã dài hơn rồi, 985 và vùng 1.000 điểm đó. Vẫn là một cái vùng mây mù đây, thì có thể kịch bản là VN Index của chúng ta test sâu hơn, thì VN Index của chúng ta sẽ chạm lại về vùng 980, sẽ chạm lại về vùng 980. Cái phiên này ngày hôm nay là phiên đạt 200 triệu cổ phiếu, thì anh chị Hùng cũng đã có phân tích bóc tích mổ xẻ rồi, tức là phiên này có 56 triệu của FLC, 25 triệu của ROT và đâu đó 7 triệu của cái gì nhỉ, của một số cái mã cổ phiếu đa loại như thế. Bóc tách đi thì nó cũng chả có cái gì trong phiên ngày hôm nay. Và hai phiên tức là phiên ngày thứ ba và phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay, phiên ngày hôm ba hôm qua thì động lực tăng của cái nến này chủ yếu là động lực về kéo trụ, và phiên ngày hôm nay thì đại loại là cuối phiên thì cũng có kéo một số các cái trụ về tham chiếu, ví dụ kéo là trụ Vinamilk đó. Và cái dòng tiền, cái khối lượng khớp lệnh ở trên sàn thì cũng tạm thời chấp nhận được ở cái góc độ 154 triệu. Tuy nhiên chúng ta sẽ tiếp tục trừ đi ở đâu đó em rốt, khả năng là FLC hôm nay là bao nhiêu, FLC hôm nay là 25 triệu rồi, với khả năng là rốt hình như đâu đó cũng rốt cũng khoảng tầm 23 triệu đấy, tức là riêng họ hai ông này, ông ấy chiếm bốn mất 50 triệu rồi, đúng không ạ? 50 triệu khớp lệnh ở trên sàn. Vậy thì chúng ta lật ngược lại là đâu đó còn 100 triệu khớp lệnh trên sàn, cho thấy rằng cái tâm lý đầu tư của nhà đầu tư hiện tại đang rất là e ngại về thị trường, nó rất là e ngại về thị trường. Hai phiên kết tuần thì về nhìn chúng ta nhìn ở trên một cái xu thế cơ bản thì Hùng đánh giá rằng là khả năng thì thị trường sẽ tiếp tục tích lũy quanh cái nền ngang 985 điểm, quanh 985 điểm, bởi vì bây giờ nhóm ngành ngân hàng thì cũng đang có những cái dấu hiệu mà chỉnh xong rồi đấy, đang có những cái dấu hiệu chỉnh xong rồi và có thể lực cầu sẽ quay trở lại, và Vinamilk và một số các cái mã cổ phiếu trụ khác sẽ luân chuyển để có thể kéo lại thị trường và giúp cho thị trường ổn định hơn. Thì cái trạng thái của thị trường tăng mạnh thì hiện tại Hùng chưa đánh giá là có thể tăng mạnh được, và cơ bản là duy trì ở quanh cái nền 985 và có thể test sâu hơn thì có thể tại cái vùng 980 một tí. Nếu chúng ta view ở một trên một cái xu thế dài của VN Index của chúng ta thì sao? Chúng ta xem một cái dài dài của VN Index của chúng ta. Dài hơn thì chúng ta sẽ tìm cái điểm hội tụ ở đây.
Ok, cái điểm hội tụ ở đây khá là đẹp, quanh vùng 9980 thì đây là một cái điểm hội tụ của VN Index khá là đẹp và liên tục hàng tuần, liên tục hàng ngày thì Hùng Lê sẽ có những cái cập nhật cho những anh chị em trong team của Hùng Lê, đang tham gia team của Hùng Lê. Về cơ bản về thị trường VN Index của chúng ta là như vậy, HNX Index thì chúng ta cũng không có phân tích nhiều. Hiện tại thì cũng đang có những cái nhịp khi chạm về vùng này là vùng 106, vùng kháng cự mạnh thì lại dội lại thôi. Và đối với HNX Index thì xu thế chủ đạo vẫn đang khả năng là lình xình thôi, lình xình cũng chưa có những cái nhịp thực sự hồi phục khá là tích cực. VN Index của chúng ta thì có tích cực hơn. Tuy nhiên là cái đường MACD thì nó đang hơi xấu và cần cần phiên ngày mai tức là VN Index phải lấy lại được vùng 990 thì lúc đó chúng ta mới tiếp tục nói tiếp cái câu chuyện là VN Index của chúng ta sẽ hồi hay là sẽ đi như nào. Ok, về xu thế thị trường thì như vậy. Bây giờ đến phần thứ ba thì Hùng Lê sẽ cùng tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ view lại những cái mã cổ phiếu mà liên tục chúng ta hàng tuần chúng ta phân tích, và các anh chị lưu ý là những cái mã cổ phiếu nào mà có tín hiệu dòng tiền tốt và Hùng Lê nhấn mạnh là đáng để đầu tư thì các anh chị có thể nốt lại để chúng ta quan tâm hơn. Và Hùng Lê cũng chia sẻ với tất cả các anh chị như này, tức là những cái góc nhìn của Hùng Lê nó có đúng có sai, còn không thể là chúng ta đúng 100% được. Nếu như anh chị nào hoặc là ai đó mà vỗ ngực nói rằng là tôi luôn luôn đúng và tôi đúng 100% thì Hùng Lê sẽ cắp sách vở đến để học tập hơn. Còn những cái góc nhìn của Hùng Lê là những cái góc nhìn của một nhà đầu tư có những cái nền tảng kiến thức và có một tí tí kinh nghiệm thì Hùng mang những cái đó đi để cùng đồng hành với tất cả những anh chị em của chúng ta. Và cái mục tiêu của Hùng Lê đó là Hùng Lê đi xây dựng một cái team cộng đồng. Đó, team cộng đồng thứ nhất đó là trên kênh Facebook, trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và hàng tuần thì Hùng up lên đây, và tất cả những cái câu hỏi của anh chị em, tất cả những câu hỏi của anh chị em ở dưới các cái bản tin hàng tuần thì Hùng Lê sắp xếp thời gian để Hùng Lê sẽ trả lời cho tất cả anh chị em đó. Và một cái kênh thứ hai nữa Hùng Lê đang xây dựng ở trên kênh Facebook, đấy là cũng hoàn toàn tương tự như vậy, Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Hiện tại là đang có khoảng 1.695 anh chị em thành viên, và sau đó thì khi mà cái số lượng thành viên đông hơn thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích hỗ trợ cho các anh chị ở trên này. Đó, sẽ có những phân tích hỗ trợ các anh chị trên này về các cái mã cổ phiếu, thì đấy là những cái định hướng về dài hơi, phân tích để cùng đồng hành và cùng xây dựng một cái team cộng đồng gồm những nhà đầu tư của chúng ta có được một cái góc nhìn tốt hơn để đầu tư ngày một tốt hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu Nam Long. Thì đối với Nam Long ở trong một cái nhịp phân tích ngắn ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng vùng 27.5 là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của Nam Long. Thì tại vùng này thì Hùng Lê đã có khuyến nghị một số anh chị em bắt ở quanh vùng 27.5 đến vùng 28 để đánh một cái nhịp hồi ở đây là chạm khoảng vùng 29.5 đến vùng 30. Thì về cơ bản đối với Nam Long ở trong một cái xu thế hiện tại, nếu như chúng ta view ở một cái này thì như vậy là Nam Long vẫn đang nằm ở trong một kênh xu thế, cơ bản là vẫn đang nằm ở trong một kênh xu thế. Nếu chúng ta phân tích ở trên biểu đồ nến tuần thì hiện tại là chúng ta đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu tích cực hơn của dòng tiền ở các cái điểm mua. Thì cơ bản là khi Nam Long chạm lại vùng 28 ở đây này, thì sẽ có những cái điểm hồi và thậm chí có thể chạm lại vùng 27.5. Về cơ bản thì không khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia mở mua Nam Long ở thời điểm hiện tại, bởi vì có thể là khi chạm về vùng 30 thì cổ phiếu này sẽ lại dội lại và như vậy thì chúng ta sẽ không có được cái mức lợi nhuận như mong muốn, tức là mức lợi nhuận ngắn thì chúng ta cũng không nên đầu tư. Đối với Hà Đô thì trong một cái kịch bản hiện tại đây chúng ta có được, Hùng phân tích ở đây là có cái nhịp hồi tối đa có thể hồi lại maximum về quanh vùng 37.5. Thì cổ phiếu này đã hồi được về khoảng quanh vùng 37.2 thì đã có những cái nhịp chỉnh lại và lại rơi về cái kênh hỗ trợ.
Rơi lại về kênh hỗ trợ đây thì về cơ bản là khi rơi về kênh hỗ trợ thì cổ phiếu lại có cái xu thế tích lũy ở vùng nền ở đây, tức là lại tích lũy lại ở đây ở quanh vùng 34 à, 34.8 và vùng 35.3 đó. Thì khi sau khi mà chạm được về cái vùng vùng target phân tích ở đây thì có thể cổ phiếu xu thế cổ phiếu sẽ chạm lại về vùng hỗ trợ, và từ vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ quan sát tiếp các cái động thái tiếp theo. Và khi mà cổ phiếu bứt lại về quanh nền đây thì như vậy thì cổ phiếu sẽ có một cái nhịp đánh như này, đảo loại tương tự như này. Xu thế hiện tại của Hà Đô thì trong ngắn hạn thì Hà Đô vẫn đang đang tích lũy, khi mà thanh khoản của Hà Đô duy trì ở mức thấp ở khoảng quanh vùng 250k cổ phiếu trên một phiên, dòng tiền đang có xu thế đi ngang. Điểm trừ của Hà Đô hiện tại là đường ACD thì đang hơi xấu, chính vì vậy nên là cái xu thế hiện tại của Hà Đô có thể sẽ tiếp tục đi ngang ở quanh vùng 34.8 đến vùng 35 trước đi phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Chúng ta cùng phân tích cổ phiếu Đạt Phương DPG. Đối với Đạt Phương ở trong những cái nhịp phân tích trước đây thì Hùng Lê có kỳ vọng là Đạt Phương sẽ hồi lại về vùng 52.5, tức là kỳ vọng một cái nhịp hồi phục lớn. Nhưng mà Đạt Phương chỉ hồi được đâu đó về vùng 50, và sau đó thì Đạt Phương lại có những phiên rũ lại về vùng nền, tức là rũ lại về cái điểm mua ở đây, tức là quanh cái điểm mua 43. Thì hiện tại là sau khi mà rũ về đây thì Đạt Phương đã có hai phiên hút cầu quay trở lại. Thì về cơ bản là cái lực hồi của Đạt Phương thì hiện tại đang có những cái manh mún xuất hiện ở đây. Thì đối với những tài khoản nào mà chúng ta đánh bất động sản thì chúng ta cũng có thể mở mua Đạt Phương đánh T cộng. Còn đánh dài thì chúng ta sẽ không có ở trong cái nhịp đánh này. Đánh dài thì không có nhịp đánh này. Và khi mà Đạt Phương hồi lại, tức là như vậy thì khi Đạt Phương hồi lại về cái vùng kháng cự ngắn hạn ở đây, tức là khoảng quanh vùng 48 chưa đạt được đến vùng 50 thì sẽ có những nhịp chắc chắn là sẽ có những nhịp rồi lại ở đây. Như vậy là một cái nhịp tăng cũng khá là ngắn thì các anh chị có thể cân nhắc. VCS. Đối với VCS thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VCS sau một cái nhịp target phân tích của Lê đây ở quanh nền 110 thì Hùng có kỳ vọng ở quanh chỉnh lại quanh vùng 91.5 đến vùng 92. Và từ vùng này thì VCS sẽ tiếp tục tích lũy đi lên. Tuy nhiên là VCS đã có một cây giảm rất là mạnh ở đây. Cây giảm này thì chúng ta cũng không thể tiên lượng được. Và rơi về cái nền ở đây là nền 85. Hiện tại là Hùng Lê đang quan sát ở nền 85. VCS đang có những cái tín hiệu tích lũy tại đây. Tuy nhiên việc hiện tại là từ nền 85 này thì Hùng đánh giá rằng VCS có thể đánh ở một cái tín hiệu ở đây gọi là tín hiệu T cộng thôi. T cộng và có thể maximum có thể hồi lại được về vùng 100. Đó, sẽ hồi lại để về vùng 100, bởi vì sau những cái phiên mà sát thương rất là mạnh như vậy thì cổ phiếu nó sẽ cần thời gian, chứ không thể, tức là cái trend xu thế của cổ phiếu nó sẽ cần thời gian để nó đi lại. Và rất có thể là trong cái nhịp đánh này thì cái vùng target phân tích ở đây là vùng 110 sẽ là target cuối cùng của VCS. Từ cái vùng nền Hùng Lê phân tích ở đây là từ vùng nền 60 đến vùng nền 63. Và như vậy là cổ phiếu đã tăng được đâu đó khoảng tầm 45% từ cái vùng nền phân tích này. Đó, và có thể đây sẽ là cái vùng kháng cự cao, cái vùng gọi là cái vùng target cao nhất. Và những cái nhịp ở đây sẽ là những cái nhịp hồi kỹ thuật. Những cái nhịp hồi kỹ thuật này thì các anh chị phải nhanh tay lẹ mắt, tức là chúng ta thì đánh T cộng thôi. Đấy, thì hiện tại đối với VCS là như vậy. KBC hiện tại thì có điều gì đặc sắc không? Thì đối với KBC thì chúng ta nên xem ở trên biểu đồ nến tuần, bởi vì nó rất là khó để phân tích biểu đồ nến ngày. KBC hiện tại thì dòng tiền đang hơi yếu và cái điểm hỗ trợ của KBC vẫn là vùng 14.5 ở đây. Khi cổ phiếu có xu thế chạm về vùng 14.5 thì cổ phiếu nó sẽ có xu thế đánh lên, và đầu tiên sẽ phải chạm lại về vùng kháng cự ngắn ở đây, tức là khoảng vùng 16.5. Tức là từ vùng 14.5 đánh về vùng 16.5, tức là đâu đó tăng được khoảng 2.000. Đó. Còn lực hồi thì đã có rồi, tuy nhiên là dòng tiền hiện tại thì đang là điểm trừ đối với KBC. Những cái tài khoản nào
mà chúng ta đang nắm giữ KBC thì chúng ta xác định là chúng ta phải đánh một cái sóng nó dài hơi thôi, chứ còn chúng ta không thể đánh ngắn được. Đối với C2 thì đánh khá là sốc, những cái điểm này là đang bị mất dòng tiền. Ok, cứ chỉnh về vùng 23 đi thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về đến những cái câu chuyện đối với C2. SDI thì Hùng đã có đề cập đến ngay từ đầu bản tin, đó là SDI đang có những cái game, và những cái game tạo lập như thế này thì chúng ta, nếu chúng ta không mua được ở những cái vùng giá thấp ở đây, tức là không mua được ở những cái phiên gọi là những cái phiên quanh vùng 70 71 đây, và chúng ta đu ở trên này, thì chúng ta cũng sẽ có những cái phiên sẽ rất là nguy hiểm. Và hai cái dấu hiệu nguy hiểm đó là đất HX và FLC thì cũng đã có minh họa cho các anh chị rồi, rất là đắng. LDG, tại sao Hùng lại phân tích mã cổ phiếu LDG? Bởi vì một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là LDG có vào lại được không? Thì LDG trong một cái nhịp phân tích gần đây, đó là nhịp phân tích từ vùng 8.59 và cái target maximum ở quanh vùng 12. Từ vùng 12 này thì Hùng đang có đề cập đến việc là LDG sẽ chỉnh chạm đâu đó vùng hỗ trợ đâu vùng 11 để đánh lên. Tuy nhiên là tại vùng 11 này thì LDG đã không tích lũy lại được, và như vậy LDG đã có những phiên rơi. Thì trên cái tín hiệu hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, chính vì vậy nên là chúng ta phải hết sức là thận trọng tại tại thời điểm này. Tất nhiên là LDG đã rơi chạm lại vùng 10. Đây là cái vùng mà đây là cái vùng hỗ trợ, đây là cái vùng hỗ trợ, thì có thể khi chạm về vùng hỗ trợ thì cổ phiếu nó sẽ lình xình ở đây đâu đó một vài phiên, và khi lình xình xong thì không loại trừ là T cộng 3 thì nó lại đáp xuống, tức là cái cách đi nó như thế này, nó đi rất là khó chịu đó, đi lên hồi một tí tẹo này, chúng ta ăn không được bao nhiêu, và sau đó thì cổ phiếu sẽ đáp xuống ở những cái vùng thấp hơn như này, thì như thế nó sẽ rất là trạng thái rất nguy hiểm. Và hiện tại thì chưa có tín hiệu hồi thực sự tích cực đối với LDG, chính vì vậy nên là Hùng lên khuyến nghị các anh chị chúng ta không tham gia, và Hùng phân tích vào để cho các anh chị chúng ta có những cái cảnh báo để chúng ta nếu đang nhăm nhe mua thì chúng ta sẽ loại bỏ ngay. BID Hùng đã phân tích rồi, MEB Hùng đã phân tích rồi, và chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu TCB. TCB cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đang nhìn thấy một cái cách đi của mã cổ phiếu này là một cái sóng dài, một cái cách đi nó dài hơi, chứ không phải là những cái nhịp đánh thuần túy là chỉ có những cái nhịp đánh về chạm vùng 24. Thì trong một kịch bản Hùng phân tích ở đây, tức là chạm vùng 24 thì Hùng đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ chỉnh chỉnh trong cái nhịp trước thì kỳ vọng là chỉnh về vùng đâu đó khoảng vùng 22, nhưng mà bây giờ thì nó chắc là nó sẽ không về được vùng đó nữa đâu. Và cái vùng 23 sẽ trở thành một cái vùng 23.23.2. Ở cái vùng 23.2 sẽ trở thành một cái điểm tỷ bật mới của cổ phiếu Techcombank tại đây, TCB. Và nếu như cổ phiếu này tích lũy thành công trên cái nền này và có những phiên đánh vượt vùng vừa mới tạo lên ở đây, vừa mới tạo qua ở vùng 24.5, đâu đó vùng 24.5 sẽ là vùng 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 để xác định những cái yếu tố tiếp theo, những yếu tố tiếp theo để đánh giá cái lực lực đánh tiếp theo của TCB. Thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng đang kỳ vọng là Techcombank có thể đánh chạm vùng 25, thậm chí là đánh chạm vùng 26, đánh chạm vùng 25 đến vùng 26 từ cái nhịp đâu đó ở cái vùng nền tích lũy ở dưới này. Như vậy thì nó sẽ khá là đẹp. Sau những phiên đánh mạnh ở đây, thì TCB đang có những phiên lùi lại để lấy lực, và những cái phiên mà cầu chỉ đạt khoảng tầm 1,2 triệu là những cái dấu hiệu rất là tích cực của Techcombank. Và ông Lê đang kỳ vọng là sự hồi phục của ngành ngân hàng sẽ đến từ phiên thứ 5 và phiên thứ 6, đấy là hai phiên cuối tuần này, để ủng hộ cho xu thế của thị trường. Và Techcombank cũng không loại trừ là phiên ngày mai và phiên ngày kia sẽ đẩy qua vùng giá 24 và tiếp tục đánh lên. Những tài khoản đang nắm giữ Techcombank, chúng ta hoàn toàn yên tâm nắm giữ theo những cái vị thế mà Hùng Lê đã khuyến nghị. Chúng ta tiếp tục phân tích mã cổ phiếu VBank. Thì đối với VBank cũng là một cái mã cổ phiếu ở trong cái giai đoạn hiện tại đang rất là mạnh. Và những cái vùng chỉnh ở đây là rất là đẹp. Trong phiên ngày hôm nay thì Techcombank đã chỉnh lại về, xin lỗi cả nhà, về VBank vùng 21.5. Cái vùng 21.5 này là cái vùng rất là đẹp ở đây. Những cái điểm kỳ vọng chỉnh sâu ở dưới này thì khả năng hiện tại là sẽ không
sẽ không 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 xảy ra đối với VBank, mặc dù là trong tuần này thì VBank đang có những cái phiên chốt rất là mạnh. Tuy nhiên dòng tiền đã quay trở lại đối với VBank trong phiên ngày hôm nay, đấy là một cái dấu hiệu hết sức là tích cực của VBank. Và nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ dài hơi hơn thì những cái lực hồi của VBank đang đến rất là tốt, rất là đẹp, và VBank đang có những cái điểm mà VBank cần vượt qua. Đó là vùng 22.3 và thậm chí là vùng 22.5. Đây là những cái điểm mà VBank cần vượt qua, và khi VBank chỉ cần VBank vượt qua những cái điểm này và trụ được ở trên này thì cái xu thế tăng giá tiếp theo của VBank sẽ được xác lập, và đang kỳ vọng VBank sẽ đánh chạm về vùng 24.5 đến vùng 25, 24.5. 24.5 đến khoảng vùng 25 ở đây. Đang kỳ vọng ở trong nhịp này, và những tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ VBank thì hoàn toàn chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta có thể chốt ở những cái vùng cao hơn. STB thì cũng đã có phân tích rồi, STB ở trong giai đoạn hiện tại những cái nhịp gọi là những cái nhịp bẻ gãy ở quanh vùng 10.3, sau đó là 10.7 và hiện tại đang tích lũy ở nền 11 khá là đẹp. Vietcombank thì cũng có đánh giá rồi, tức là những cái nhịp tích lũy ở quanh nền 85 để có thể đánh chạm vùng 90, và sau đó thì có thể dài hơi hơn. Đó là vùng 100. HD Bank thì Hùng cũng đã có phân tích rồi. HD Bank cũng là một cái mã cổ phiếu đang rất là đẹp, và những cái nhịp test chỉnh ở đây về vùng giá 27 rất là tuyệt vời, và những cái phiên hút cầu quay trở lại như thế này thì đang có những cái dấu hiệu sự hồi phục của HD Bank để có thể đánh chạm về vùng 30. Thì cơ bản là chúng ta vẫn tập trung các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. Ngành dầu khí thì BSR và POVK, đấy là hai mã vùng đánh giá ở thời điểm hiện tại khá là ok nhất đối với ngành dầu khí. VDC và HD Bank thì như nào? Xin lỗi cả nhà, VDC thì cũng đã có phân tích rồi. Hiện tại thì đang khá là ok, và chúng ta sẽ chờ target 145. HVN, đối với HVN thì sao? Thì trong các cái bản phân tích gần đây thì cũng có đánh giá là cái nền ở đây là cái nền 32, HVN không thủng và đã có những nhịp đánh dẫn đi lên. Thì từ những nhịp đánh dẫn này thì HVN sẽ đánh trả lại về vùng nào? Sẽ trả lại về vùng 34. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, HVN đã trả về vùng 34, và từ vùng 34 này thì cổ phiếu sẽ cần thời gian để tích lũy và cầu quay trở lại đây để có thể đánh vượt vùng 36, và cái nhịp hồi này thì nhịp hồi maximum sẽ chạm lại vùng 37.5 đến vùng 38. Đấy là nhịp hồi ngắn hạn của HVN, và HVN cần có những cái điểm nhấn kỹ thuật như vậy. Các anh chị có thể nốt lại những cái điểm nhấn kỹ thuật đó để chúng ta có thể tiện theo dõi trong cái quá trình mà chúng ta phân tích để chúng ta đầu tư. Đối với VGI thì VGI hiện tại là dòng tiền nó đang hơi yếu, và một cái nền đi ngang dài ở quanh nền 31, ở một cái nền đi ngang dài quanh nền 31, và hiện tại dòng tiền đang cực kỳ cạn vôn. Thì có thể sau một cái xu thế đi dài và cái nền 31 này không bị gãy thì sẽ có những cái phiên sẽ có những phiên mà VGI sẽ hút lại cầu ở đây để có được những cái điểm nhấn kỹ thuật tiếp theo. Còn về cơ bản hiện tại thì xu thế hiện tại là xu thế của VGI vẫn đang là xu thế đi ngang, thiên về xu thế giảm giá, bởi vì đường MACD hiện tại đang xấu. Dòng tiền tiếp tục cắm xuống cho thấy rằng là cái động lực tăng giá của VGI hiện tại đang có nhiều vấn đề, thì đối với VGI là như vậy. Đối với cổ phiếu ngành dược thì chúng ta sẽ phân tích lại cổ phiếu dược Hà Tây. Đối với dược Hà Tây thì Hùng đã có những cái phân tích từ những cái cánh cờ ở đây, đúng không ạ? Những cánh cờ ở đây rất là đẹp ở đây. Từ cánh cờ này thì dược Hà Tây đã có những phiên đánh từ vùng đâu đó vùng 40, và target mà Hùng lên phân tích ở đây là vùng 50. Thì về cơ bản là những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của dược Hà Tây rất là đẹp và gần như đã hoàn thành cái target Hùng lên phân tích ở đây rồi. Và chính vì việc là dược Hà Tây đã có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở trước cái vùng năm trước cái vùng 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 50 thì khả năng cao thì dược Hà Tây sẽ đánh trong phiên trong khả năng trong tuần này thôi, trong tuần này thì dược Hà Tây sẽ đánh vượt vùng 50, và nếu như tại vùng 50 này cổ phiếu dược Hà Tây tiếp tục tích lũy thành công
tích lũy thành công ở đây, thì như vậy là Dược Hà Tây sẽ hoàn thành cái target tiếp theo, đó là cái target 55. Và gần như đấy thì cũng là một cái điểm hồi, một cái sóng đánh của Dược Hà Tây ở trong giai đoạn hiện tại. Như vậy là cũng đã khá là dài rồi, đánh từ vùng 35 lên vùng 55, là như vậy là cổ phiếu đã đi được khoảng 20k, mà 20 mà chúng ta chia cho 35, như vậy là cổ phiếu cũng đã đánh được 57%, một mức tăng lợi nhuận khá là tốt, khá là ok đối với một mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích. DHG thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta ở trên Zoom, Zalo, DHG. DHG thì là một cái mã cổ phiếu mà về cơ bản là thanh khoản nó hơi thấp. Chính vì vậy trong cái giai đoạn hiện tại là thanh khoản thấp, chính vì vậy nên là chúng ta cũng phải hết sức là lưu tâm. Và vùng giá mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua vị thế đó là vùng bao nhiêu? Vùng 91.5. Có thể vùng 91 đến vùng 91.5 thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể canh mua ở đây để chúng ta có những cái vị thế. Và sau đó, sau khi mà chúng ta có vị thế rồi thì DHG vượt được cái vùng kháng cự ở đây là khoảng vùng 95.5, khoảng anh chị đúng không? Vượt được vùng 95.5 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết, và như vậy thì những cái điểm mua của chúng ta hết sức an toàn. Và khi cổ phiếu này vượt được vùng 90, vùng 91.5 thì cái xu thế mà cổ phiếu hồi về quanh vùng 105 là hoàn toàn khả thi, tức là target sẽ là target đầu tiên ở vùng 105. Đối với cổ phiếu DHG thì ngành dược là chúng ta có hai cổ phiếu như vậy. Đối với khu công nghiệp thì Hùng Lê đã có những phân tích đánh giá định lượng 3 mã cổ phiếu D2D. Thì đối với D2D, sau những cái nhịp tạo nền ở đây, đó là nhịp tạo nền quanh vùng 65, và tiếp theo đó là cái vùng ở đây là quanh vùng 72, thì Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị phân tích định lượng từ cái vùng giá 65 này thì D2D có thể sẽ đánh chạm được về vùng 80. Và về cơ bản khi về vùng 80 đây rồi, đấy là cái target đầu tiên mà cổ phiếu D2D cần đạt được, và target này đã hoàn thành. Và trong tuần vừa qua thì D2D đã có những nhịp đánh vượt target vùng 80, và những cái xu thế hiện tại của D2D đang rất là tốt. Và với việc như thế này, với việc mà dòng tiền đang tiếp tục đánh vào như này, thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng là D2D sẽ tiếp tục đánh về vùng 90. Như vậy là từ những vùng khuyến nghị đây, tức là vùng khuyến nghị mua đâu đó vùng 72, thì chúng ta đã có một cái nhịp tăng từ vùng 72 đến khoảng vùng 90, như vậy là cũng khá là tốt, khá là ok. NTC cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê định lượng song trùng với lại cả mã với mã cổ phiếu DHD. Tuy nhiên đối với NTC ở cái vùng mà Hùng quan sát đấy là vùng 160, thì hiện tại là vùng 160 này thì cổ phiếu đã bị gãy và rơi lại về vùng 150, thì cơ bản là hiện tại dòng tiền nó chưa vào, và cái xu thế chủ đạo của NTC khả năng là vẫn đang phải tích lũy đi ngang ở đây để hấp thụ hết cái lượng hàng, và sẽ cần những cái tín hiệu kỹ thuật dòng tiền tốt hơn để có thể đánh lại vào mã cổ phiếu NTC, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Một cái mã cổ phiếu nữa là cái mã cổ phiếu IDV. IDV thì nó cơ bản nó tốt nhưng mà thanh khoản thì nó không có. Và mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể phân tích định lượng ở trên một cái góc độ, đó là chúng ta mua, chúng ta nắm giữ lâu dài để chúng ta ăn cổ tức. Bởi vì mã cổ phiếu IDV này thì trả cổ tức cũng khá là cao, một năm đâu đó khoảng tầm độ 30-50% về cổ tức. Và thường các mã cổ về các cái mã về khu công nghiệp thì thường trả cổ tức bằng tiền. Thì đối với mã IDV là như vậy, chúng ta có thể nắm dài hơi hơn. Đối với trụ và blue chip thì Hùng Lê lưu tâm giúp lúc cả nhà, đó là mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk đang có những nhịp test chỉnh, Hùng đã phân tích rồi. Vinamilk đang có những cái nhịp test về quanh vùng 131, và đây sẽ làm những cái điểm tỉ bật để giúp cho Vinamilk có thể đánh chạm về 140 hay không, thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng 131. Những cái tài khoản đã chốt ở quanh vùng 135 thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ tiền về, và chúng ta chờ Vinamilk tích lũy quanh vùng 131 để chúng ta có thể gom lại cái lượng cổ phiếu chúng ta đã chốt ở quanh vùng 135. Ok. Và Vinamilk cũng là một cái mã cổ phiếu đáng để theo dõi, đáng để đầu tư ở trong thời điểm hiện tại. Trong tuần vừa rồi thì có mã cổ phiếu của thủy sản ANV thì cũng đã có những cái tín hiệu tạo nền, tức là những cái tín hiệu ở đây.
Tuy nhiên đối với ANV thì trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ANV đang có, đây là những cái nhịp hồi thuật, những cái nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật, và ở cái vùng kháng cự trước mắt của cổ phiếu đã là vùng 28 rồi. Bây giờ vùng 26.4 thì các anh chị cũng có thể tiên lượng, tùy vào mức độ kỳ vọng có thể tham gia không tham gia. Tuy nhiên đối với quan điểm của ông Lê thì đây cũng là những cái nhịp phục hồi về kỹ thuật, và chúng ta tham gia thì chúng ta cũng chỉ đánh T cộng thôi, chúng ta không. Công nghệ thì FPT Hùng đã phân tích rồi, FPT thì đã có khoảng 3-4 tuần đi ngang ở quanh vùng 56, như vậy là một cái tín hiệu kỹ thuật cũng hơi nguy hiểm, bởi vì nếu như không có cái lực cầu trở lại, không có những cái tín hiệu kỹ thuật quay trở lại thì như vậy thì FPT nó sẽ rất là xấu, và việc FPT bị gãy nền 56 với vol 2-3 triệu cổ phiếu thì đấy là một cái tín hiệu rất là nguy hiểm đối với cổ phiếu FPT ở trong giai đoạn hiện tại. Cổ phiếu DGWK thì là một những mã, là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã nhấn mạnh với các anh chị, đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư, đáng để đầu tư. Và liên tục các cái bản tin hàng tuần thì Hùng Lê có phân tích rằng là DGWK, Hùng Lê đang phân tích và định lượng nó đang giống với đường đi của một cái đường đi khá là giống của cổ phiếu FPT, tức là nó hình thành được một cái trend sóng rất là đẹp, và cái đích đến tiếp theo ở trong cái xu thế này đó là DGWK sẽ chạm vùng 27, sẽ chạm vùng 27, và có đánh vượt được kênh hay không thì chúng ta sẽ cần chờ, và nếu như đánh vượt kênh thì cái xu thế DGWK sẽ về những cái vùng target ở rất là cao ở trên này, đó là vùng 30-36, target có thể 36 hoặc là đầu tiên sẽ là vùng 32 đây, đó sẽ về những cái vùng rất là đẹp ở trên này, thì chúng ta sẽ những cái vùng đẹp đó thì chúng ta sẽ chưa thể đề cập đến, nhưng cái vùng trước mắt đó là cái vùng 27, và như vậy thì DGWK cũng đã có một cái nhịp đánh từ vùng 21 đúng không? Từ vùng 21 lình xình lên vùng 27, như vậy là cũng tăng là 6.000. Và những cái nhịp test chỉnh quanh vùng 24.5 khá là đẹp sau một phiên kéo mạnh như thế này, thì có thể cổ phiếu này sẽ test lại ở vùng 25.5, từ vùng 25.5 thì lực cầu quay trở lại và sẽ kéo cổ phiếu tiếp tục đi lên. DGWK là một cái mã cổ phiếu đáng để đầu tư ở trong thời điểm hiện tại mà chúng ta lưu tâm. DRC là một mã cổ phiếu về cao su. Thì một số anh chị có hỏi Hùng Lê có mua không, thì mua cái gì lúc này nữa đúng không ạ? Khi mà cổ phiếu đã chạm về target phân tích ở đây là quanh vùng 25 rồi. Đó, quanh vùng 25 rồi thì như vậy là chúng ta chỉ canh để chúng ta chốt thôi, chúng ta ra hàng thì chúng ta mua ở làm gì ở đây nữa. Và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì DRC lại đang bị suy yếu từ vùng 25, và những tài khoản nào mà chưa ra hàng thì chúng ta cũng có thể quan sát tiếp vùng 23, và nếu gãy vùng 23 thì chúng ta có thể thoát. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta nên chốt DRC, không nắm giữ nữa, bởi vì đạt target rồi thì chúng ta cứ chốt. PHR thì hơi xấu rồi, dòng tiền đã bị bung qua khỏi kênh và đang cắm xuống như này thì PHR hơi xấu. Tức là vùng Hùng đề cập ở đây là vùng 59 thì cơ bản là xấu, và như vậy thì chúng ta sẽ out ở vùng 59, tức là mất phí, tóm lại là không thua không lỗ. Đối với ngành nhựa thì chúng ta sẽ lưu tâm đến Bình Minh, đúng không ạ? Bình Minh thì Hùng đã phân tích rồi, đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Và những cái điểm để vào hàng thì các anh chị vui lòng xem lại các cái bản video trước đây của Hùng Lê. Còn trong cái nhịp test chỉnh khi mà Bình Minh đã chạm target 55 rồi thì Hùng có đề cập đến việc là đây, vùng 52 chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 52, và những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ Bình Minh chúng ta quan sát ở vùng này, và khi vùng này có những điểm test tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ mở các cái điểm mua tiếp theo để chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng, với mục tiêu Bình Minh sẽ có những sóng đánh dài và target tiếp theo có thể chạm vùng 58. Có thể chạm vùng 58 đến vùng 60. Đó, có thể chạm vùng 58 đến vùng 60 đối với Bình Minh là một mã cổ phiếu rất là tuyệt vời. Song trùng với mã cổ phiếu Bình Minh đó là Nhựa Tiền Phong. Thì đối với Nhựa Tiền Phong thì Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thì các anh chị của chúng ta cũng có thể xem, chúng ta nên xem ở một cái trend dài hơn, đó là Nhựa Tiền Phong thì cũng đã chạm cái kênh hỗ trợ ở quanh vùng 31 đến vùng 35, vùng 31, vùng 35. Và đang có những cái dấu hiệu bẻ nền ở đây, vùng kháng cự đầu tiên là vùng 40 và vùng kháng cự tiếp theo đó là vùng 50.
Đó là hai cái vùng kháng cự mà NTP sẽ cần phải vượt qua, ở trong cái giai đoạn hiện tại, tuy nhiên là cái phiên này là một phiên khá là bất thường khi mà NTP đã có một phiên bán rất là mạnh, ở trong phiên này. Tuy nhiên cái vùng hỗ trợ, những vùng hỗ trợ 36, 36 ở đây đang khá là đẹp. Những anh chị nào mà chúng ta có thể đặt đặt canh mua vị thế của cổ phiếu này ở quanh vùng 36 để chúng ta đón đầu một cái xu hướng mới. Những cái điểm mua này là những cái điểm mua vị thế. NTP thì ngày kia sẽ chia cổ tức, ngày 25 sẽ chia cổ tức. Và sau chia cổ tức thì giá nó sẽ giảm đi vì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở cái giá sau chia. Cổ phiếu mía đường thì SBT thì Hùng đã có một cái nhịp phân tích ở đây và đạt target 19. Sau khi đạt target 19 thì chỉnh giảm với nền hỗ trợ 17.5, thì hiện tại là cổ phiếu này cũng đang có những cái phiên đi như này, mà những phiên đi như này thì thường là dòng tiền tạo lập các anh chị ạ. Nó tạo lập để nó giữ nhịp, và sau những cái dòng tiền tạo lập như này thì Hùng sẽ cần chờ những cái tín hiệu rõ ràng hơn, tích cực hơn. Những cái điểm mua thì các anh chị sau khi vùng 19 chốt thì có thể canh lại ở quanh vùng đâu ạ? Đây có thể cổ phiếu sẽ test chỉnh lại vùng 18, có thể mua thêm vùng 18. Một số cái mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng sẽ không phân tích nữa, ví dụ như hút, ví dụ như hình như đầu cơ có hôm nay đầu cơ có mã nào nhỉ? Hùng Vương Trần à? HVG. HVG. Hùng xem mã cổ phiếu Hùng Vương xem nào, HVG. Ôi giời, đánh thế này thì nó cũng khó. Mã cổ phiếu CCL thì vẫn 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 kinh khủng, tức là sau một nhịp chỉnh giảm như này và CCL lại bắt đầu chia, CCL có chia. Chia xong thì lại lại giảm xong, lại đi tiếp. Chạm vùng 7, thì lại đi tiếp. Tuy nhiên là đối với CCL thì những anh chị nào mà yêu thích dòng đầu cơ thì cũng có thể tham gia, bởi vì là nhưng mà nếu mà khi mà tham gia mà T cộng 3 mà hàng về mà bị cổ phiếu quay đầu giảm điểm thì chúng ta cũng phải té ngay, bởi vì tránh trường hợp chúng ta sẽ bị giảm sâu hơn, và khả năng cao là CCL sẽ kéo lên một vài nhịp và sau đó sẽ tiếp tục đạp. Chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu khác nữa, đó là mã cổ phiếu PC1, xây lắp điện. Ô PC1 thì phiên ngày hôm nay sau cái nhịp đánh ở đây là Hùng có đánh giá rằng PC1 sẽ chạm được đây ở quanh vùng bao nhiêu đây các anh chị? Khoảng vùng 21.5, ở quanh vùng 22 đi, gần vùng 22 thì PC1 sẽ cần phải chỉnh giảm. Sẽ cần phải chỉnh giảm lại, ở đây thì Hùng có đề cập đến vùng 19 và phiên ngày hôm nay thì bị gãy bốn nền 19 rồi. Gãy mất nền 19 rồi thì gãy nền 19 này thì hỏng rồi. Cơ bản là hỏng. Đó. Thì các anh chị chúng ta biết rằng là khi trong cái quá trình chúng ta phân tích đấy, Hùng Lê phân tích từ cái nền 18 và đánh về nền 22. Nền 22 xong rồi thì từ đây là chúng ta phải giảm đã, giảm thì giảm về vùng hỗ trợ và vùng hỗ trợ bị gãy mất rồi thì như vậy là cổ phiếu đã bị hỏng và chúng ta sẽ những anh chị nào mà chốt được ở nền 22 thì tốt rồi. Còn nếu mà không chốt được thì ok, chúng ta sẽ và những anh chị nào mà không xem những cái bản tin của Hùng Lê thì chắc chắn sẽ phải mua PC1 ở vùng 22 và như vậy thì chúng ta đã bị chịu lỗ rồi. TNA là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị cho các anh chị của chúng ta đáng để đầu tư ở trong cái nhịp này. Nếu mà Hùng Lê không nhầm thì Hùng Lê đã phân tích rất là dài và phân tích TNA ở đây là trên biểu đồ nến tuần các anh chị, thì TNA Hùng đã phân tích từ cái nền giá 13. Từ cái nền giá 13, tức là từ những cái bản tin 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, khoảng 5, 6 tuần, tức là 5, 6 tuần về trước thì Hùng đã phân tích cái mã cổ phiếu TNA rồi. Khi đó thì Hùng có nhận thấy rằng TNA đang có những nhịp đánh lên và đánh rũ hàng ở đây và cái vùng 13, vùng 13 đến vùng 13.5. Đấy là những cái điểm mà TNA đánh chạm kênh ở đây rất là đẹp, khi mà dòng tiền tiếp tục được kích hoạt hiện tại.
Và hiện tại thì TNA đã đi lên vùng 17 rồi, và phiên ngày hôm nay thì TNA cũng có một cái nhịp tăng rất là đẹp. Những cái điểm mua bây giờ thì có mua được nữa không? Trời, khó nhỉ, khá là khó. Trong một cái lịch sử ở đây thì TNA cũng đã có một nhịp đánh từ vùng 10 mà chạm vùng 20, chạm vùng 18, sau đó rũ rũ xong thì đánh lên vùng 22. Đánh lên vùng 22, vậy thì kịch bản cho TNA ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ xây dựng một cái kịch bản nào cho TNA? Ok, như vậy là đâu đó sẽ đánh, khả năng là sẽ như thế này thì nó hợp lý, 17.5 đâu? Gọi tên 17.5, 17.5, gọi tên 17.5, ok. TNA có thể đánh chạm vùng 17.5, xong đó thì từ vùng 17.5 này gãy tí một tí đi. Gãy một tí đâu đâu đó, gãy một tí đâu đâu đó thì các cái điểm gãy thì cũng sẽ tiếp tục phân tích. Gãy đâu đâu đó và sau đó thì sẽ có những cái điểm phục hồi đây, những cái điểm phục hồi đó thì chúng ta sẽ tham gia lại đối với mã cổ phiếu TNA. Ok. Chúng ta bị lỡ mất nhịp rồi. CVT thì về cơ bản là sau khi mà chạm cái vùng đây là vùng 23.5 thì CVT có những cái xu thế tích lũy lại nền 22. Nền 22 thì CVT sẽ đánh chạm vùng 25 và về cơ bản thì phiên ngày hôm nay thì CVT nó hơi xấu, hơi xấu. Đây cũng là một cái nhịp hồi kỹ thuật từ vùng 22 đánh chạm vùng 25. Như vậy là maximum thì CVT có thể tăng được 3.000, 3.000. Và đối với CVT ở trong một cái giai đoạn hiện tại, nếu mà chúng ta view ở một cái góc dài hơi hơn thì có thể CVT cũng đang trong một cái quá trình bẻ gãy kênh xu thế, bẻ gãy kênh xu thế và cũng có thể xác định một sóng dài. Tuy nhiên một sóng dài hay không thì chúng ta sẽ cần chờ. Còn trước mắt thì là cứ đánh chạm vùng 22, vùng 22 thì chúng ta đánh chạm vùng 25 đã. Còn nếu nếu như CVT bị gãy vùng 22 thì chúng ta cũng tạm thời rời xa mã cổ phiếu CVT, bởi vì như vậy là chúng ta những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của CVT nó sẽ khá là xấu. Đối với Đạm Phú Mỹ thì sau một cái nhịp đánh dẫn ở đây, tức là nhịp đánh dẫn chạm về vùng 15.3, từ vùng 15.3 này CVT lại có những nhịp phân tích hồi phục, xin lỗi cả nhà, những cái nhịp mà đánh lại nền, tức là những cái điểm test chỉnh ở đây là Hùng đã có đề cập ra rồi, Hùng đã có vạch sẵn ở đây rồi, nền 14. Thì như vậy là CV Đạm Phú Mỹ đã chỉnh về vùng 14 và phiên ngày hôm nay thì có sự tăng tăng về giá nhưng dòng tiền chưa thực sự tích cực và khả năng thì cổ phiếu sẽ tích lũy về vùng 14. Lực cầu sẽ quay trở lại và đánh break cái nền này là nền 15.3 đến nền 15.5, thì như vậy là cái xu thế cổ phiếu có thể hồi phục về, có thể hồi phục về đây là nền 17.5 các anh. Đấy, target tiếp theo chúng ta sẽ phân tích là nền 17.5 đối với cổ phiếu Đạm Phú Mỹ. Cổ phiếu PTB thì là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị đầu tư, đáng để đầu tư. Và PTB thì Hùng đang nhìn ở một cái trend sóng dài. Và trên sóng dài này thì Hùng đang kỳ vọng là PTB sẽ đánh chạm vùng 80. Đầu tiên sẽ đánh chạm vùng 80, sau khi chạm vùng 80 xong rồi thì PTB sẽ có những cái nhịp đánh vượt vượt đỉnh thời gian. Vượt đỉnh thời gian và vượt đỉnh thời gian như thế này thì nó sẽ đi về những cái target rất là cao ở sau đó. Tất nhiên là những target cao thì chúng ta sẽ cần phải chờ 80, tức là Hùng sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta xác nhận, chúng ta không phân tích ở một cái gọi là một cái gì nó vu vơ, nó không thành hiện thực. Trong giai đoạn hiện tại thì dòng tiền của PTB đang khá là tốt, xen lẫn những cái phiên chỉnh giảm và có những phiên hút lại dòng tiền. Thì cái target đầu tiên Hùng lên phân tích của PTB từ vùng 69, quanh vùng 69 ở trong cái nhịp test chỉnh này và thậm chí là sâu hơn ở đây là có thể vùng 66. Thì PTB sẽ chạm vùng 75 và hiện tại thì đang đánh chạm vùng 75 và đang có những cái phiên lình xình ở quanh vùng 75 như này. Và ông Lê kỳ vọng một một phiên phiên ngày mai hoặc phiên ngày cuối tuần thì PTB sẽ có những nhịp đánh những cây nến xanh ngồi qua vùng giá 75. Khi mà PTB có những cái nhịp đánh ngồi quanh vùng 75 thì cơ hội để đi tiếp của PTB từ vùng 75 đến vùng 80 là hoàn toàn hiện thực, và khi đánh về vùng 80 rồi
chạm được vùng target 80 rồi thì chúng ta sẽ có, khi đó thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản dài hơi hơn cho PTB. Và PTB là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Và Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư rồi, và đầu tư từ những cái bản tin nào thì các anh chị vui lòng xem lại. DBC thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng cũng đang quan sát DBC Dabaco ở một cái góc độ là một cái chen sóng dài. Thì cái vùng tích lũy ở đây quanh vùng 22 chấm, Hùng đánh giá là quanh vùng 22.5. 22.5 là cái vùng tích lũy dài của Dabaco, và chúng ta hoàn toàn có thể mở những vị thế ở quanh vùng mua dài này để chúng ta có thể chờ một cái sóng nó đánh dài hơn. Và đây là chỉ là những cái điểm mua vị thế, các anh chị lưu ý. APC cũng hoàn toàn tương tự như vậy. APC thì cũng đã có khuyến nghị chúng ta đưa ở trên Zoom, trên Zalo thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan sát APC và đưa APC vào cái danh mục quan tâm ở vùng giá 22.5. Sau những cái nhịp đánh dẫn và có thể từ vùng 22.5 này thì APC sẽ có những cái tín hiệu dòng tiền tốt hơn để chúng ta có thể đánh vào mã cổ phiếu này, và những cái vị thế chúng ta có thể mở mua quanh vùng 22.5. Cổ phiếu ba con A và GMD thì hiện tại là ba con A thì cơ bản là chưa có gì đột biến. Một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là ba con A thì bây giờ chúng ta đã tham gia được chưa, thì chúng ta cũng có thể view ở một cái góc độ như thế này. Ba con A thì có một cái vùng hỗ trợ khá là dài đây ở quanh vùng 14, thì thường khi cổ phiếu gần chạm về vùng kháng cự thì cổ phiếu sẽ có những cái nhịp hồi phục, và những cái nhịp hồi phục này thì chúng ta cần thời gian để chúng ta đánh giá. Và hiện tại ba con A đang tạo nền ở quanh nền 14.8 đến nền 15.3, và cái điểm trung bình ở đây là nền 15. Thì chúng ta cần quan sát thêm. Còn trên tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì trên kỹ thuật ngắn hạn thì đường MACD cũng đang khá là tốt lên, và tín hiệu dòng tiền cũng đang có những cái xu thế tốt lên. Tuy nhiên là chúng ta cần thời gian để test lại, và với những tài khoản mà chúng ta xác định đánh dài thì chúng ta có thể canh các cái vị thế ở quanh vùng 15 đến vùng 15.5. Đó là những cái vùng mà chúng ta mở mua vị thế, và chúng ta chờ khi cổ phiếu về đến tài khoản và có những phiên đánh break vượt vùng 15.5 thì chúng ta sẽ mở mua để chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng hoặc là điểm mua hết. GMD thì nó đánh rất là dị các anh chị nhé. Đấy, sau một phiên tăng mạnh như này thì gần như là cổ phiếu thường đánh rũ hết, và đối với GMD thì chúng ta cũng nên quan sát ở trên góc độ nến tuần thì chúng ta sẽ đỡ bị nhiễu hơn. Thì về cơ bản là trong một cái kênh xu thế, trong một kênh xu thế của GMD thì hiện tại là GMD đã chạm kênh xu thế, tức là cái vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 26. Thì thường khi cổ phiếu chạm về vùng 26.3 đến vùng 26 đến vùng 26.3, đây là một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, thì đương nhiên cổ phiếu sẽ có những cái lực hồi phục, và nếu như chúng ta bị chậm chân thì chúng ta sẽ ăn T cộng rất là đắng của cổ phiếu GMD. Và GMD cùng lắm thì sẽ hồi phục được cùng đến vùng 27.5 đến vùng 28 ở trong nhịp đánh này thôi. Và tại sao Hùng lại đưa vào phân tích để cho các anh chị, bởi vì là những cái nhịp phân tích đó để Hùng có những cái cảnh báo dành cho các anh chị để chúng ta thận trọng hơn. Ví dụ như các anh chị ngày mai có thể bắt đầu nhào vào mua GMD thì T cộng 3 nó lại giã lại về vùng nền 26.5, thì như vậy là chúng ta sẽ trước hết là chúng ta sẽ bị lỗ trong ngắn hạn đã, còn dài hạn thì Hùng Lên chưa nói. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới đi phân tích toàn bộ định lượng toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có vài góc nhìn xu thế thị trường trong tuần mới và xu thế thị trường của hai phiên kết tuần. Và chúng ta cũng đã đi phân tích tất cả những cái mã cổ phiếu mà trong team của chúng ta theo dõi qua các cái bản tin hàng tuần. Thì Hùng Lê cũng rất mong tất cả những anh chị em là những nhà đầu tư xem được những bản tin của Hùng Lê thì chúng ta sẽ share những cái bản tin này đến với cộng đồng nhà đầu tư, để cho những anh chị em chúng ta đang tham gia đầu tư thì chúng ta cũng có được những góc nhìn tham khảo tốt nhất về thị trường cũng như về cổ phiếu. Và Hùng Lê cũng mời tất cả các anh chị em của chúng ta về đồng hành với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để cùng tham gia team Zalo qua số điện thoại 0968279555 để được cập nhật những cái bản tin mới nhất, để được cập nhật hàng ngày, để được cập nhật cổ phiếu, để cập nhật những cái tín hiệu kỹ thuật
đó, thì như vậy thì là và được Hùng Lê sẽ được Hùng Lê hỗ trợ trong suốt cái quá trình mà chúng ta tham gia, chúng ta đầu tư. Ok, bản điểm tiên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nào nhà đầu tư, và chúng ta sẽ gặp lại trong các cái bản điểm tiên tiếp theo.